Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Vậy thì không để anh chị phải chờ đợi lâu nữa thì ngay sau đây em xin được mời chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay, anh Trần Anh Hào ạ. Em xin mời anh ạ. Chào tất cả các anh chị nhà mình nha. Chào tất cả các anh chị ạ. Anh chị nghe Hào nói rõ, nhìn rõ rồi thì hãy comment số 1 giúp Hào ạ. Anh chị đã nghe Hào nói rõ, nhìn rõ Hào rồi thì nhờ tất cả nhà mình hãy comment số 1 giúp Hào ạ. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn tất cả các anh chị. Và thì Hào xin được khảo sát nhanh một chút là ai trong số tất cả các anh chị ở đây mong muốn là chúng ta có được một một cái đội ngũ kinh doanh thiện chí thì anh chị hãy comment số 2 giúp Hào ạ. Đó là nhiều người mong muốn đúng không ạ? Anh chị không những là mong muốn là có một đội ngũ kinh doanh thiện chí mà toàn bộ nhân viên trong công ty của chúng ta đều thiện chí thì anh chị hãy comment số 2 giúp Hào ạ. Và ai trong số tất cả các anh chị ở đây á là mong muốn là chúng ta biến việc bán hàng trở nên đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được thì anh chị hãy comment số 3 giúp Hào ạ. Vâng, chúng ta mong muốn là biến việc bán hàng trở nên đơn giản nhất mà những nhân viên, những nhân sự bình thường các bạn cũng có thể làm được thì anh chị hãy comment số 3 giúp Hào ạ. Vâng, cảm ơn nhà mình tương tác rất là tuyệt vời ạ. Vâng, cảm ơn nhà mình. Và tôi là Trần Anh Hào. Chào mừng tất cả các anh chị đến với buổi chia sẻ với chủ đề công thức xây dựng đội ngũ kinh doanh thiện chí ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên thì cho tôi xin phép được gửi lời cảm ơn đến cô MC là Nguyễn Xuân nha. Cảm ơn em đã giới thiệu, đã chia sẻ rất là năng lượng trong cái buổi phần đầu của buổi chia sẻ này. Và Hào cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức. Cảm ơn các bạn đã nỗ lực rất là nhiều, tạo điều kiện cho Hào và tất cả các anh chị ở đây có được cái buổi tối ngày hôm nay có thể là trao đổi, chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức. Thì lời thứ hai á, thì cho tôi xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Hoàng Đình Trọng. Người thầy đã giúp cho tôi rất là nhiều, giúp tôi vượt qua khủng hoảng, giúp cho tôi có được những cái kiến thức như ngày hôm nay. Và hôm nay tôi cũng đến đây với mong muốn là tri ân đến thầy và chia sẻ lại cho tất cả các anh chị của chúng ta ngày hôm nay ạ. Và lời thứ ba, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn chân thành từ trong trái tim của mình nè, đến tất cả các anh chị đang có mặt trong cái buổi chia sẻ này. Cảm ơn anh chị đã dành những cái khoảng thời gian quý báu của mình để tham gia cái chương trình này. Và cảm ơn cái sự tin tưởng của anh chị đã dành cho Hào. Chính vì lẽ đó thì Hào sẽ xin cam kết trong 2 tiếng sắp tới thì Hào sẽ làm hết cái khả năng của mình để giúp anh chị nhận được nhiều giá trị nhất và có nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhất. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mong muốn là chúng ta sẽ nhận được nhiều giá trị nhất và nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhất thì anh chị hãy comment là số 4 giúp Hào nào. Vâng, anh chị hãy comment số 4 giúp Hào ạ. Vâng, cảm ơn nhà mình ạ. Và để cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay anh chị có thể nào nắm rõ được là chúng ta sẽ chia sẻ những cái nội dung gì thì Hào xin tóm lược một số nội dung chính sau đây. Vâng, Hào xin tóm lược một số nội dung chính sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ chia sẻ với nhau á. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ chia sẻ với nhau chìa khóa để kích hoạt tinh thần chiến binh. Vâng, cái chìa khóa này á, với 14 năm kinh nghiệm làm kinh doanh của mình á, trải qua rất là nhiều vị trí từ nhân viên đến trưởng phòng đến giám đốc thì tôi đã đúc kết được một cái chìa khóa mà làm sao để cho các bạn nhân viên luôn nỗ lực, luôn năng lượng, luôn nhiệt huyết để có thể bán hàng. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mong muốn nhận được chìa khóa này thì anh chị hãy comment số 5 giúp Hào ạ. Và thứ hai tôi sẽ chia sẻ với anh chị một cái công thức gọi là công thức AHA. Vâng, tôi vừa nói công thức gì ạ? Anh chị hãy comment lên giúp tôi ạ. Vâng, đây là công thức giúp cho đội ngũ của chúng ta luôn có động lực làm việc, tự giác làm việc để làm việc đạt được cái mục tiêu của chúng ta đề ra. Đó. Và thứ ba tôi sẽ chia sẻ với anh chị một cái bí kíp bán hàng Saki. Và cái bí kíp này á, sẽ giúp cho anh chị là biến cái việc bán hàng của công ty mình trở nên đơn giản nhất mà toàn bộ nhân sự của chúng ta đều có thể bán hàng được ạ. Và bán hàng mọi lúc mọi nơi. Và thứ tư tôi sẽ chia sẻ với anh chị á, một cái công cụ, đó là công cụ 5.0. Cái công cụ này sẽ giúp cho anh chị là chuyển đổi số doanh nghiệp của mình nè. Phần đầu tiên gọi là giúp nhân sự là tự giác làm việc nè, không sợ quên việc, sót việc nè, giao việc hiệu quả nè, theo dõi được tình trạng công việc và tình trạng kế hoạch, và giúp cho các bạn là tự động hóa doanh nghiệp của mình một cách gọi là bài bản luôn ạ. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây mong muốn nhận được một trong những giá trị trên thì anh chị hãy comment số 1 chứ nào ạ. Vâng, và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mong muốn nhận được tất tần tật những giá trị trên thì anh chị hãy comment chữ tất giúp Hào ạ. Vâng, đúng rồi, anh Xuân Chí là nhận cả 4 đúng không ạ, nhận cả tất đúng không ạ. Vâng, vậy thì để cho chúng ta nhận được tất tần tật những giá trị trên á thì Hào có một cái đề nghị nho nhỏ như thế này là chúng ta hãy tham gia và kết thúc trọn vẹn cái chương trình này.
Đó, và một trong những yếu tố của người thành công đó là chúng ta sẽ cam kết à. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây nè, chúng ta sẽ cam kết tham gia trọn vẹn 100% cái chương trình này, thì anh chị hãy comment chữ cam kết à. Và đặc biệt là ở cuối chương trình á, Hà sẽ có những cái món quà đặc biệt dành tặng cho những anh chị mà tham gia trọn vẹn chương trình này. Và những món quà này sẽ đảm bảo là nó phù hợp với tất cả những anh chị ạ. Anh chị mong muốn điều gì, chúng Hà sẽ có phần quà nào phù hợp với anh chị, Hà sẽ tặng cho anh chị ạ. Vâng, đó là nhiều anh chị cam kết đúng không? Vâng, đúng là những doanh nhân rất là ham học hỏi, và những doanh nhân rất là mong muốn thành công và đạt được những thành công nè. Và cảm ơn tất cả các anh chị. Và ở đây thì Hà thấy là cũng có nhiều anh chị Hà đã quen rồi nè. Và có những anh chị Hà chưa quen, thì ai trong số tất cả các anh chị ở đây, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thì anh chị hãy comment số 1 giúp Hà được không ạ? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ạ. Wow. Chào anh Lê Hiệp ạ, chào chị Đoàn Nga. Vâng, chào anh Tuyện ạ. Anh Tuyện là gặp nhiều lần, rất nhiều lần ạ. Vâng, cảm ơn nha mình. Vậy thì ở đây cũng có những anh chị đã quen và cũng có những anh chị mới quen lần đầu, thì Hà xin được có 2 phút để có thể chia sẻ sơ lược một số cái nội dung, giống như là một số cái thông tin của mình, nhằm là để làm quen với những anh chị mới nè, đồng thời cũng để hâm nóng tình cảm với những anh chị cũ. Thì bao nhiêu xung số tất cả các anh chị đồng ý là cho Hà khoảng cỡ chừng 2 phút để có thể giới thiệu sơ lược về bản thân của mình, thì anh chị hãy comment số 2 được không ạ? Vâng, cảm ơn nhà mình. Thì tôi tên đầy đủ là Trần Anh Hào. Ba từ để nói về tôi đó là hiếu thảo, trung thực và yêu thương ạ. Và tôi có một biệt danh gọi là người xây đường ống. Thì tại sao gọi là người xây đường ống ạ? Bởi vì tôi đang làm một cái nhiệm vụ, một cái sứ mệnh là xây một cái đường ống dẫn những cái kiến thức, những cái giá trị, những cái kinh nghiệm của những người thành công, những người đi trước, mang về cho những người, những chủ doanh nghiệp đang loay hoay trong mớ bộn bề của mình, đang cần những cái kiến thức đó để giúp anh chị tránh được những cái sai lầm không đáng có, dẫn đến là mất tiền, mất niềm tin, mất cơ hội và mất thời gian. Mất tiền thì chúng ta có thể kiếm lại được đúng không nào? Nhưng mà mất thời gian thì sẽ không bao giờ kiếm lại được ạ. À. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây thấy điều đó đúng thì anh chị hãy comment chữ đúng giúp nào ạ. À. Và những anh chị thấy rất đúng thì anh chị hãy comment chữ rất đúng giúp nào ạ. À. Và tôi hiện tại là chủ tịch của công ty. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị. Và tôi á hiện tại là chủ tịch của công ty cổ phần Fmasa, chuyên về marketing và sale, và kiêm tổng giám đốc của kiêm giám đốc phát triển kinh doanh của công ty cổ phần MyXtim, phần mềm quản lý công việc giúp cho anh chị bước đầu để chuyển đổi số và số hóa doanh nghiệp của mình. Thứ ba thì tôi cũng là đại lý đại sứ của BDCA. Và thứ tư là tôi cũng đang đảm nhiệm một cái vai trò chủ tịch của BNI Support Chapter, một tổ chức kết nối thương mại toàn cầu đó. Và để trả lời cho cái câu hỏi á là tại sao ngày hôm nay tôi có mặt ở đây và tôi chia sẻ với anh chị điều này đó, thì có ai, có anh chị nào á đặt cái câu hỏi như vậy không ạ? À? Tại sao ngày hôm nay tôi có mặt ở đây và tôi chia sẻ với anh chị chủ đề nào? Vâng, thì á tôi có 14 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, trải qua rất là nhiều vị trí nè, từ bán hàng rồi đến nhân viên thị trường, nhân viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, rồi lên giám đốc kinh doanh, và cũng có 6 năm làm doanh nghiệp cho riêng mình. Đặc biệt là ở vai trò nào tôi cũng là người bán hàng giỏi hết á. Từ đó cũng rất là và trải qua 6 năm làm doanh nghiệp cho mình, trải qua rất là nhiều cái thăng trầm, và tôi cũng ngập đắng một lần đó là chịu thất bại ở trong cái công ty của mình. Từ đó giúp cho tôi là học hỏi được rất là nhiều bài học, và cũng thấm thía được hai cái từ gọi là làm chủ doanh nghiệp, đi lên từ nghề là như thế nào. Và đặc biệt là khi mà tôi thất bại rồi á thì tôi mới chịu đi học, và từ khi mà đi học bắt đầu tôi mới đúc kết lại những kinh nghiệm và nhận thấy là à mình có thể làm đúng, nhưng mà khi mình ra mình mở doanh nghiệp á, mình điều hành thì nó sai bét, dẫn đến là mất tiền, mất thời gian, rồi mất rất là nhiều thứ á. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây từng là mất tiền rồi mới chịu đi học, hoặc là làm một chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề giống như tôi, thì anh chị hãy comment chữ tôi nè. Vâng, anh Tích ạ, à, cảm ơn tôi. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, vậy thì chúng ta hãy vẫy vẫy cái tay ạ. À. À, chúng ta chào nhau đi ạ. À. Và chúng ta nói là chúng ta giống nhau ạ. À. Đều là những người chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề, mất tiền rồi mới chịu đi học. À, lúc đó cái tôi là rất là lớn ạ. À. Và
À, từ đó thì tôi học được rất là nhiều bài học, và ngày hôm nay cũng nhờ thầy Phạm Đình Trọng, nhờ VDCI đã giúp cho tôi rất là nhiều trên cái chặng đường gọi là vượt khó, vượt qua cái khủng hoảng. Và hôm nay để tri ân đến thầy, tri ân đến BDC và tri ân đến cộng đồng doanh nhân của BDC, thì tôi đến đây để chia sẻ cho anh chị một cái công thức để cho anh chị có thể là xây dựng được một cái đội ngũ kinh doanh thiện chí, làm sao để biến việc bán hàng trở nên đơn giản nhất, và để cho anh chị nhận được thật là nhiều giá trị nhất á. Thì chúng ta sẽ có một cái bài tập ở phần đầu tiên, đó là anh chị hãy giúp Hào á là viết ra ba cái mục tiêu của anh chị khi mà anh chị tham gia vào cái chương trình này là gì. Đó, anh chị giúp Hào nha, anh chị hãy viết ra giúp Hào là ba cái mục tiêu anh chị tham gia vào cái chương trình này là gì. Đó, cái thứ hai là anh chị hãy ghi ra cái vấn đề, cái khó khăn gặp phải trong quá trình xây dựng và điều hành phòng kinh doanh của mình là gì. Sau đó anh chị hãy comment lên cái ô chat giúp Hào ạ. Và chúng ta sẽ có 3 phút để làm cái việc này. Vâng, nhà mình hãy viết giúp Hào á là chúng ta hãy viết ba cái mục tiêu mà chúng ta đến với chương trình này. Cái thứ hai là những cái vấn đề, những cái khó khăn nào anh chị gặp phải trong quá trình xây dựng và điều hành phòng kinh doanh của mình, thì anh chị hãy comment lên cái ô chat giúp Hào ạ. Tại sao chúng ta cần phải làm việc này ạ? Bởi vì á, khi mà anh chị có mục tiêu, anh chị có mong muốn rõ ràng á, thì anh chị sẽ nhận được rất là nhiều bài học giá trị mà anh chị từ đó anh chị có thể mang về, anh chị áp dụng cho đội ngũ của mình ngay. Còn nếu anh chị còn mông lung, anh chị còn chưa biết mình mong muốn điều gì, thì anh chị sẽ không nhận được nhiều giá trị như những anh chị đã có mục tiêu. Vì thế, tôi rất là mong muốn là có thể giúp anh chị nhiều nhất. Nên, tôi đề nghị là anh chị hãy giúp tôi ngồi nghĩ lại, viết ra cho mình là ba cái mục tiêu khi mình tham gia cái chương trình này là gì, và mong muốn khó khăn của mình cần hỗ trợ là gì. Anh chị hãy comment lên cái ô chat giúp Hào ạ. Và chúng ta sẽ có 3 phút nha. Thì 3 phút được bắt đầu ạ. Vâng, có 3 phút ạ, à, 3 phút được bắt đầu ạ. À. Và có một cái câu nói của thầy Trọng mà tôi rất là tâm đắc như thế này là khi mà mong muốn của chúng ta đủ lớn á thì người thầy sẽ xuất hiện. Và làm sao để chúng ta lớn á là chúng ta phải làm sao là chúng ta chia sẻ cho nhiều người có thể biết về cái mong muốn, cái khao khát, cái mục tiêu của chúng ta, thì từ đó sẽ có những cái nguồn lực sẽ giúp chúng ta tìm được những người thầy và giúp chúng ta thành công ạ. À. À, anh chị hãy dành ra 3 phút anh chị viết lại cái mục tiêu của mình nha. À, sau cái phần này thì Hào sẽ dành cho cơ hội cho hai anh chị ạ. À. Hai anh chị nào nhanh tay nhất chúng ta hãy raise hand lên để chia sẻ cái mục tiêu chúng ta đến với chương trình này và mong muốn chúng ta nhận được cái điều gì trong chương trình này. Và đây là cũng cơ hội để anh chị là giới thiệu về tên, chủng ngôn ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của mình, và mong muốn kết nối của anh chị trong cái chương trình này như thế nào ạ. À? Vâng, cảm ơn nhà mình. Và chúng ta còn 1 phút nữa. Vâng, cảm ơn anh Bin nha. Chúng ta tạo ra đội quân thị chiến nè, giúp nhân viên có động lực nè, tạo doanh số khủng nè trong năm 2024 nè. Rất là tuyệt vời ạ. À. Cảm ơn anh. Rồi, ở đây là Bùi Xuân Nam là mong muốn đội ngũ kinh doanh thiện chí nè. Anh em học được tự giác làm việc nè, học hỏi thêm kinh nghiệm nè. Ok, cảm ơn anh. Hằng Nguyễn nè, xây được đội ngũ, cách thức triển khai, cách nhìn nhận một ứng viên phù hợp nè. Ok, cảm ơn nhà mình. Và thời gian của chúng ta đã hết rồi. Xin mời nhà mình hãy quay lại ạ. À. Và cơ hội sẽ dành cho hai anh chị. Hai anh chị nào chúng ta hãy raise hand lên ạ. À, chia sẻ mục tiêu của chúng ta đến với chương trình này. Và cái quy trình chia sẻ của chúng ta là chúng ta sẽ chia sẻ tên, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của chúng ta và mục tiêu của chúng ta đến với chương trình này là gì. Vâng, và xin mời ạ. À. Anh chị hãy mạnh dạn raise hand lên. Ở đây là chúng ta có cơ hội là marketing đến 108 chủ doanh nghiệp. Vâng, anh chị hãy raise hand lên chia sẻ cái mục tiêu của mình đi ạ. À. Vâng. À, xin mời Chắc Hào xin mời anh chị Hằng Nguyễn nha. Vâng, có anh chị nào sẵn sàng raise hand lên không ạ? Ở đây Hào có chị thấy chị Hằng Nguyễn nè. Comment lên chat xin mời chị Hằng Nguyễn ạ. À. Nhờ ban tổ chức hãy hỗ trợ bật mic cho chị Hằng Nguyễn nha. Vâng, và người thứ hai thì Hào thấy có anh Bin nè. Xin mời anh Bin luôn ạ. À.
Và đây là cơ hội để chúng ta marketing cũng như là chia sẻ về thông tin của chúng ta, có khi là trong đây là chúng ta có thể kết nối được nhiều cơ hội kinh doanh luôn ạ. À, vâng, đây là một cơ hội rất là tuyệt vời ạ. À, và có anh chị nào giơ tay lên không ạ? À, vâng, em có thấy anh Bin không? Xin mời anh Bin ha. À, mời anh Bin, mở mic cho anh Bin ha. Mà anh Vinh sẽ chia sẻ về thông tin, tên, lĩnh vực kinh doanh của mình và mục tiêu mình đến với chương trình này là gì nhé. dạ em xin chào mọi người ạ. À, em là hiện tại là em đang quản lý cho một trung tâm về giáo dục, trung tâm dạ ba cái mục tiêu của em khi mà em ghi ở trên đây, thứ nhất là tạo ra đội quân thiện chiến và giúp nhân viên có động lực và tạo doanh số khủng thông qua cái việc mà mình đã tăng cái giá trị cho nhân viên của mình. Vâng, Em rất là có hay ạ. À. Và trong quá trình điều hành thì anh có gặp vấn đề khó khăn gì mình mong muốn giải quyết đó không anh? Ngay nó không anh? Hiện tại thì em chưa chưa gặp vấn đề, tại vì Dạ. những vấn đề của em thì nó nằm trong cái khả năng của em có thể hỗ trợ được. Dạ. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. À. Và tiếp theo thì Hào xin dành cơ hội cho một anh hoặc một chị nữa ạ. À. Và nếu không có anh chị nào thì chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình nhé. Vâng, cảm ơn anh Bin và anh chị hãy cho anh Bin thật là nhiều số 8 để cảm ơn anh Bin đã chia sẻ đi ạ. À. Và chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình của chúng ta. Đó là... Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung chương trình ngày hôm nay. Đó. Thì... trong á, cái quá trình mà tôi điều hành doanh nghiệp cũng như là xây dựng cái phòng kinh doanh á, bán hàng á, thì tôi thường gặp rất là nhiều cái vấn đề, mà đây tôi đúc kết được bốn cái vấn đề chính sau đây. Thứ nhất đó là nhân viên mới vào rất là nhiệt huyết nhưng được một thời gian thì lại trầm lại, làm cho xong việc thôi, không có đóng góp thêm cái ý kiến để phát triển công ty. Thì bao nhiêu trong số tất cả các anh chị đang gặp những cái tình huống đó, anh chị hãy comment số 1 cho bạn ạ. Cái tình huống thứ hai là trong một công ty á, bộ phận kinh doanh, bộ phận bán hàng là cái bộ phận mà thay đổi nhân sự nhiều nhất, dẫn đến tình trạng mà khách hàng cảm thấy ngao ngán khi phải đổi cái người hỗ trợ này, đổi người hỗ trợ kia. Và như trong số tất cả các anh chị từng gặp những cái trường hợp như vậy thì anh chị hãy comment cho vào. Ở thứ ba là các bạn không đủ tự tin khi gặp khách hàng lớn. Có nghĩa là có nhiều bạn nhân sự á, khi gặp những cái khách hàng lớn á, thì các bạn luôn luôn là nhờ sếp ra, đứng ra để nói chuyện, để tư vấn. Các bạn không dám tự tin để nói chuyện với khách hàng. Đó. Những anh chị nào gặp những cái trường hợp vậy thì anh chị hãy comment số 5 giúp Hào ạ. Và thứ tư á, đặc biệt là không nắm rõ sản phẩm, nói năng thì nó lắp bắp, trả lời thì lăng man, không đối diện với khách hàng, gặp khách hàng cho xong nhưng mà không chăm sóc về sau. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị gặp những cái trường hợp như thế này rồi thì anh chị hãy comment giúp tôi ạ. Gặp trường hợp ở công ty mình hoặc hay là anh chị gặp một cái bạn nhân viên kinh doanh nào á thì gặp những cái tình huống này thì anh chị hãy comment giúp tôi ạ. Vậy thì tại sao lại xảy ra những tình huống như vậy ạ? À? Theo như mình, tại sao lại xảy ra những tình huống như vậy ạ? À? Theo như mình thì tại sao á lại xảy ra những cái tình huống mà nhân viên thiếu tự tin, nhân viên làm việc không có năng lượng, nhân viên gọi là làm cho xong việc rồi thôi ạ? À? Vâng, tại sao lại như vậy ạ? À? Và để anh chị có thể hình dung rõ hơn á, thì tôi có thể là kể cho anh chị nghe một cái câu chuyện kể về hai cái con ếch. Thì câu chuyện này á, nó kể về một cái đàn ếch đang di chuyển trong một cái khu rừng, bỗng nhiên á có hai chú ếch xấu số rơi xuống một cái hố. Lúc này á, những con ếch còn lại trên mặt hố thấy cái hố sâu quá, liền kết luận rằng cái hố quá sâu để vượt qua, và chúng khuyên hai con ếch còn lại là không nên phí sức để hy và không có hy vọng gì đâu. Phớt lờ những cái lời nói đó, hai con ếch bị rơi xuống hố á, vẫn nỗ lực nhảy lên, chúng cứ nhảy lên mãi, mong muốn tìm một cái cơ hội sống. Những con ếch trên miệng hố không những không động viên, mà chúng còn khuyên hai bạn này à, hãy từ bỏ đi, bọn bay không làm được đâu, đừng phí sức nữa. Thì một trong hai con ếch sau vài lần thử đã kiệt sức và chấp nhận buông xuôi. Trong đó con ếch còn lại càng nhảy càng hăng hơn, càng nhảy càng hăng hơn. Và một điều kỳ diệu xảy ra như thế này.
Cuối cùng con ếch đó đã thoát ra khỏi cái hố sâu ấy. Thì khi mà đi ra ngoài á, những con ếch còn lại trên mặt hố á, thì bọn nó cứ nói ra rầm rì và chạy theo cái con ếch này, hỏi là à, tại sao á mà bọn tao đã nói như vậy rồi nhưng mà mày vẫn cố nhảy để mày vượt qua. Nhưng mà hỏi mãi trong cái sự gọi là ngơ ngác của cái chú ếch vừa nhảy lên vừa rồi, thì cuối cùng á, sự thật được một con ếch già hé lộ như thế này. Con ếch á, vừa thoát ra khỏi cái hố kia kìa, nó bị điếc và nó không nghe bọn bay nói gì hết á. Nó cứ nghĩ là bọn bay đang hò reo cổ vũ cho nó, và nó có một cái niềm tin mạnh mẽ vào chính nó. Nó tin mọi người luôn cổ vũ nó, nó tin vào nó làm được, và sức mạnh kỳ diệu đã vượt qua giúp nó tìm được sự sống mong manh trong cái chết đó. Và đây là cái câu chuyện cũng nhắc cho anh chị thấy được một cái chìa khóa kích hoạt tinh thần chiến binh của chúng ta, đó chính là niềm tin nè. Vâng, anh chị hãy comment chữ niềm tin giúp Hào ạ. Và có một câu nói của Anthony Robbins, đó là niềm tin mạnh mẽ thậm chí có thể giúp người làm được những việc tưởng chừng như là bất khả thi ạ. Và tại sao Hào chia sẻ về cái niềm tin này, thì anh chị để ý đó, thì những cái ông chủ, những cái bà chủ á, thì đi lên từ nghề á, thường là những người bán hàng rất là giỏi đúng không ạ? Vâng, những cái ông chủ bà chủ đi lên từ nghề á, thường là những người bán hàng rất là giỏi đúng không nè? Vâng, nếu đúng thì anh chị hãy comment chữ D giúp vào ạ. Vâng, bởi tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì những người đó đó, họ tin vào những gì họ làm, họ tin vào sản phẩm của họ, họ tin vào công ty của họ, nên họ bán hàng rất là giỏi. Vậy để chúng ta có được một đội ngũ kinh doanh thiện chí bán hàng giỏi như ông chủ thì chúng ta cần phải làm sao ạ? Vâng, chúng ta cần phải đào tạo, cần phải cài cắm cho nhân sự của chúng ta có được những niềm tin như ông chủ. Chắc chắn các bạn sẽ bán hàng rất là tốt đúng không nào? Và khi mà các bạn có niềm tin, có sức mạnh rồi á, các bạn còn bán hàng tốt hơn ông chủ nữa. Điều này đúng hay là rất đúng ạ? Vâng, nếu đúng thì anh chị hãy comment đúng, mà nếu rất đúng á thì anh chị hãy comment rất đúng ạ. Và chìa khóa ngày hôm nay á, Hà muốn chia sẻ với tất cả các anh chị, đó là chìa khóa về niềm tin. Và trong công ty của chúng ta á, để các bạn có niềm tin thì cần phải có những cái niềm tin gì? Và ở đây Hà có một cái ngôi sao. Thường á, một bạn bán hàng giỏi á thì bạn sẽ là một người giỏi á, thường thường được gọi là một cái ngôi sao đúng không nào? Vậy thì để trở thành một ngôi sao thì các bạn cần phải có những niềm tin gì? Và theo cái kinh nghiệm, theo cái quá trình làm việc của Hào và theo những cái học hỏi của Hào, nhận biết của Hào á, thì Hào nhận ra được một bạn bán hàng giỏi á, các bạn cần có 6 cái niềm tin sau đây. Thứ nhất, đó là niềm tin vào công ty. Vâng, anh chị hãy comment giúp Hào. Niềm tin thứ nhất là niềm tin vào công ty ạ. Và niềm tin thứ hai, đó là niềm tin vào khách hàng. Niềm tin thứ hai, đó là niềm tin vào khách hàng ạ. Niềm tin thứ ba, đó là niềm tin vào nghề bán hàng. Vâng, niềm tin thứ ba, đó là niềm tin vào nghề bán hàng. Và nghe nó hơi 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 là lạ đúng không ạ? Niềm tin thứ tư, đó là niềm tin vào bản thân. Và niềm tin cuối cùng, đó là niềm tin vào người lãnh đạo ạ. Và đây là 6 cái niềm tin giúp cho Hào có thể là trở thành một người bán hàng giỏi, giúp cho Hào đào tạo được đội ngũ của Hào trở thành những người bán hàng giỏi, những người bán hàng xuất sắc, những người bán hàng năng lượng ạ. Và quay về với cái niềm tin đầu tiên, đó là niềm tin vào công ty, thì điều gì sẽ xảy ra nếu như các bạn không tin vào công ty của anh chị? Điều gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta không tin vào công ty của chúng ta, hoặc là nhân viên không tin vào công ty của chúng ta, thì nó sẽ xảy ra những cái điều gì ạ? Và nhà mình hãy tương tác giúp Hào ạ. Vâng. Điều gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta không tin tưởng vào công ty ạ? À, nghỉ việc đúng không? Đúng rồi, nghỉ việc, không làm theo. Đúng rồi, cảm ơn anh Vin ạ. Cảm ơn anh Lê Tiệp ạ. Nghỉ việc, không làm theo. Rồi gì nữa không nào? Nếu mà các bạn không tin vào công ty của anh chị thì điều gì sẽ xảy ra ạ? Vâng, chán nản. Đúng rồi ạ. Cảm ơn nhà mình. Và ở đây á, thì Hào đúc kết được một cái số gọi là theo một cái nghiên cứu của một cái tổ chức trên thế giới á, thì có 55% người lãnh đạo cho rằng nếu mà thiếu niềm tin á, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng của doanh nghiệp. Và 76% á, người lao động cho rằng thiếu niềm tin thì làm việc rất là bị stress ạ, làm việc rất là buồn bực ạ, làm việc không có hạnh phúc chút nào ạ. Và có một cái kết quả khảo sát năm 2018 như thế này, khảo sát 597 nhà quản lý á,
thì họ cho thấy là 91% người trả lời là niềm tin là yếu tố tiên quyết để họ cống hiến cho doanh nghiệp. Và 85% nhà quản lý nói rằng họ dành thời gian và năng lượng để xây dựng cái đội ngũ niềm tin cho đội ngũ của mình. Vậy thì cho họ là ai trong số tất cả các anh chị ở đây, chúng ta đã có một cái lộ trình xây dựng những cái niềm tin này cho đội ngũ của mình rồi, thì anh chị hãy comment số 1 ạ. Và những anh chị nào chưa có cái lộ trình đào tạo cái niềm tin này cho đội ngũ của mình thì anh chị hãy comment số 2 với Phào ạ. Vâng, số 2, vâng, 1, 2, vâng, số 2 rất là nhiều ạ, à. Vâng, số 1 ạ. À. Và khi mà các bạn không có niềm tin đó, thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề ạ. À. Giống như là tôi trước đây nè, khi mà tôi làm việc tại một cái hãng camera á, khi vào làm việc á, tôi thấy là tại sao một cái hãng lớn mà doanh thu nó lại chậm như vậy, lại thấp như vậy. Và tôi đã tìm hiểu được là doanh thu trước đây á, của công ty rất là cao, nhưng thời điểm đó bỗng nhiên doanh thu nó bị sụt giảm. Thì lý do nó tại sao thì á, lý do là tại vì lúc đó cái tình trạng là camera của công ty á nó lỗi quá là nhiều, là bị khách hàng phản ánh, khách hàng phản hồi, từ đó làm tinh thần của nhân viên á nó bị thấp xuống, doanh số nó tụt giảm theo. Và một điều may mắn, một điều tuyệt vời lúc này là công ty á và một người sếp của tôi á rất là tuyệt vời, là ông ấy đã có một cái chiến lược đổi mới tất cả những sản phẩm lỗi cho khách hàng. À, sau khi đổi mới như vậy, tạo ra những cái sản phẩm tốt đổi mới cho khách hàng, thì từ đó giúp cho nhân viên á, tạo được cái lòng tin với khách hàng. Và sau đó thì ông chủ này á, đào tạo thêm về cái sứ mệnh là tầm nhìn giá trị văn hóa, là chúng ta sẽ giúp cho khách hàng những cái điều giá trị như thế này, giúp cho khách hàng giải quyết những vấn đề như thế này với cái tầm túi tiền như thế này đó. Và cho các bạn thấy được những cái video, những cái lời chứng thực của những khách hàng đã sử dụng sản phẩm đó, từ đó giúp cho các bạn cảm thấy là tự tin hơn vào công ty của mình, tự tin vào hơn về những cái sản phẩm mà mình đang bán. Thì từ đó tạo ra cho sau đó đó thì từ một cái sự cố là camera lỗi như vậy, nhưng mà công ty lại trở thành một cái công ty là dẫn đầu trong cái việc mà phân phối camera lúc đó lúc bấy giờ. Tại sao là như vậy ạ? À? Tại sao á? Vì á công ty luôn cam kết, luôn có những cái sứ mệnh, có những cái tầm nhìn, có những giá trị văn hóa cốt lõi, giúp cho nhân viên luôn tự tin với khách hàng, luôn giúp khách hàng đạt được những cái mục tiêu đó. Thì như anh chị thấy đó, như BDCA á có một cái văn hóa giá trị cốt lõi mà tôi thấy là giữ uy tín như giữ mạng đó. Thì với lại là giữ uy tín như giữ mạng, thì anh chị cảm thấy là khi mà học khóa học tại BDCA, nếu mà học không hài lòng á thì BDCA á sẽ hoàn tiền lại 100%. Thì á điều đó nó sẽ làm nên cái điều gì ạ? À? Làm nên cái sự tự tin cho nhân viên là các bạn bán hàng thoải mái vì sản phẩm của mình tốt, mà nếu khách hàng không hài lòng được hoàn tiền 100% thì lúc đó các bạn rất là tự tin, đúng không nào? Vâng, và đây là những điều mà tôi muốn nói với tất cả các chị, anh chị phải làm sao để xây dựng được cái niềm tin cho đội ngũ của mình. Vậy thì để cho các bạn nhân sự có được một niềm tin ở công ty á thì anh chị cần phải để ý nè. Thứ nhất á, đó là cái sứ mệnh của anh chị. Anh chị phải xây dựng được cái sứ mệnh của anh chị. Tại sao công ty mình ra đời với cái sứ mệnh gì, giúp xã hội đạt được cái điều gì đó. Cái thứ hai là anh chị phải cần có những cái tầm nhìn, cái tầm nhìn làm sao mà gắn được những cái gọi là cái tầm nhìn, cái mục tiêu của cá nhân nhân sự vào cái tầm nhìn lớn của công ty. Cái thứ ba là anh chị phải có những cái giá trị văn hóa cốt lõi, lựa chọn những người phù hợp với mình. Thứ tư là anh chị cần phải có lộ trình thăng tiến, là khi mà chúng ta có như mà chúng ta đi làm nè, chúng ta cũng cần có một cái mục tiêu, có một cái lộ trình thăng tiến, đúng không nào? Và đặc biệt nữa là anh chị phải có những cái lời hứa, những cái lợi ích đảm bảo sự ổn định cho nhân sự, thì từ đó nhân sự sẽ tin vào công ty của anh chị ạ. Vâng, lúc đó anh chị sẽ tin vào công ty, nhân sự sẽ tin vào công ty của anh chị. Thì khi mà tin vào công ty của anh chị á, các bạn sẽ gắn bó lâu hơn, các bạn sẽ tâm huyết hơn, các bạn sẽ góp ý cho chúng ta đạt được những thành công. Và khi mà có niềm tin vào công ty rồi á, đôi khi các bạn vẫn bị năng lượng nó tụt, giống như là tôi khi mà tôi vào cái công ty camera đó thì gặp những sản phẩm lỗi. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với niềm tin thứ hai, đó là niềm tin về sản phẩm ạ. Và cũng như là một cái câu hỏi trên, là điều gì sẽ xảy ra nếu như mà nhân sự của chúng ta không tin vào sản phẩm của chúng ta? Điều gì sẽ xảy ra nếu nhân sự của chúng ta không tin vào sản phẩm của chúng ta? Vâng, anh chị hãy hình dung giúp tôi nè. Nếu như mà anh chị không tin vào sản phẩm của anh chị không yêu thích sản phẩm của anh chị,
anh chị bán những sản phẩm đó, anh chị nghi ngờ nó, thì điều gì sẽ xảy ra? Vâng, học tin chắc chắn là anh chị sẽ không bao giờ bán được hàng. Mà có bán được hàng á, anh chị sẽ không bao giờ cảm thấy vui. Bởi vì tại sao nào? Bởi vì á, anh chị cảm thấy rằng là anh chị đang làm một cái gì đó sai trái, cảm thấy tội lỗi khi bán hàng. Anh chị cảm thấy mình đang đi lừa gạt khách hàng. Anh chị đang bán những sản phẩm không tốt. Thì điều đó có nghĩa là gì? Anh chị có bán được rất là nhiều hàng nhưng mà anh chị sẽ không cảm thấy vui và hạnh phúc. Và anh chị có muốn bán được nhiều hàng mà anh chị có không cảm thấy vui và hạnh phúc không nào? Theo như mình á, anh chị có muốn là bán được thật là nhiều hàng nhưng mà chúng ta chẳng cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc lúc nào hết á. Vâng, không đúng không nào? Vậy thì nhân sự của anh chị cũng vậy. Nếu mà nhân sự của anh chị không tin vào sản phẩm của anh chị á, thì các bạn sẽ không bao giờ bán được hàng. Và có bán được hàng các bạn cũng không có vui và hạnh phúc. Và chắc chắn chỉ được một thời gian ngắn thôi thì các bạn sẽ rời công ty của anh chị đi. Vậy điều đặc biệt và tiên quyết anh chị phải có đó là niềm tin vào sản phẩm của anh chị. Và làm sao để truyền cho nhân viên của mình có được niềm tin mạnh mẽ vào sản phẩm. Và các bạn đi bán hàng á, là giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề. Và để cho nhân sự của chúng ta có niềm tin vào sản phẩm á, thì chúng ta cần phải như thế nào ạ? À? Và chúng ta cần phải có những cái cam kết mạnh mẽ. Giống như cái đợt mà tôi làm ở công ty camera đó, thì giám đốc của tôi dám bỏ ra rất là nhiều tiền để đổi những cái camera cũ, những camera lỗi thành những cái camera mới mà chất lượng hơn cho khách hàng. Đó. Cái thứ hai á là phải chia sẻ cho các đội ngũ của chúng ta, sản phẩm của chúng ta á, là giải quyết vấn đề gì cho khách hàng, giải quyết cái phân khúc nào cho khách hàng, cái tầm giá đó thì nó sẽ hỗ trợ được điều gì. Cái thứ ba á là chúng ta phải thu thập được thật là nhiều cái lời chứng thực của khách hàng đã sử dụng sản phẩm của chúng ta rồi. Đó, chúng ta phải thu thập được thật là nhiều lời chứng thực á. Đó cũng là những cái cách để chúng ta gây dựng niềm tin với khách hàng. Và cái thứ hai đó cũng là cái cách để chúng ta gây dựng niềm tin với nhân sự của chúng ta. Cái thứ ba á là có nhiều sản phẩm á là công ty á sẵn sàng cho các bạn trải nghiệm. Đó, từ khi mà các bạn trải nghiệm á, các bạn chắc chắn sẽ nhận thấy được cái giá trị của nó và các bạn sẽ tự tin vào cái sản phẩm của mình. Vâng, điều này đúng hay là rất đúng à? Vâng, rất đúng đúng không nào? Và để và điều đặc biệt là anh chị phải đào tạo cho nhân viên của mình á là các bạn phải biết là đôi khi chúng ta cũng có những cái sản phẩm mới, những cái sản phẩm mới ra thì chắc chắn á những cái công ty lớn như Apple nè, Samsung nè, khi mà nó mới ra một cái sản phẩm mới á, chắc chắn lúc đầu á nó chưa bao giờ nó hoàn hảo được. Nhưng mà trải qua một thời gian nhờ những người đi bán hàng, nhờ khách hàng sử dụng và trải nghiệm, sau đó đóng góp cái ý kiến lại cho nó thì nó mới bắt đầu là cải tiến tạo ra một cái sản phẩm hoàn hảo nhất. Và chúng ta phải cho các bạn biết được là những cái sản phẩm mới ra chúng ta cam kết ở cái mức độ này và chúng ta sẽ hứa với các bạn là à, nếu mà chúng ta bán sản phẩm đó gặp vấn đề gì chúng ta phải đảm bảo cho khách hàng. Thì lúc đó thì các bạn có rất là nhiều niềm tin vào sản phẩm của mình ạ. Và mà khi các bạn có niềm tin vào sản phẩm, có niềm tin vào công ty rồi thì các bạn đã bán được hàng chưa ạ? Vâng, chúng ta cần phải có thêm một vài cái niềm tin nữa. Và niềm tin thứ ba đó là niềm tin vào khách hàng ạ. Thì trước đây mà khi mà tôi đi làm kinh doanh á, hoặc đi làm sale á, thì tôi gặp những cái trường hợp những bạn sale mới vào nghề á, thì họ có một cái niềm tin như thế này nè. Mới vào nghề á thì các bạn sẽ tin là khách hàng sẽ mua hàng của họ nên họ dốc hết sức để giúp đỡ khách hàng. Nhưng khi mà tôi gặp những cái bạn hàng cái bạn mà sale mà có kinh nghiệm chút á, lâu năm hơn một chút rồi đó, thì các bạn hay đánh giá khách hàng qua cái vẻ bề ngoài, qua cái cách nói chuyện và đôi khi mà họ tư vấn một cái cách gọi là lơ đễnh, không coi khách hàng là gì. Đó, các bạn không tin là khách hàng nó mua hàng nên là khi các bạn chăm sóc khách hàng á nó rất là hờ hợt, nó không có tập trung đó. Và điều mà tôi nhận ra là khi chúng ta có một cái niềm tin rằng là người đối diện của chúng ta mua hàng á thì chúng ta sẽ tư vấn rất là sướng đúng không nào? Khi các anh chị làm sale có ở đây có những anh chị nào đã làm bán hàng làm sale không chưa ạ? À? Anh chị hãy giơ tay vẫy vẫy giúp nào ạ. Khi mà chúng ta tin á là người mà bán người đối diện của chúng ta á sẽ mua hàng của chúng ta á thì chúng ta sẽ rất là tự tin, rất là sướng khi được tư vấn và rất là máu lửa. Thì khi mà chúng ta truyền được những cái điều đó cho khách hàng á thì khách hàng họ cũng sẽ nhận được là, à thằng này nó tin mình, nó nhiệt tình, nó chân thành, thì á cho dù bán được hàng hay không bán được hàng á thì chúng ta cũng có được cái mối quan hệ. Và
Hà muốn nhắc với tất cả các anh chị hãy nhắc với đội ngũ của mình là chúng ta hãy xem khách hàng là những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Dù họ là ai đi chăng nữa, chúng ta cũng phải làm hết sứ mệnh của chúng ta là giúp đỡ khách hàng. Và các bạn hãy nhớ là một triết lý rất là quan trọng trong nghề bán hàng, đó là bán hàng là phục vụ. Khi bạn cho đi sự nhiệt tình, niềm tin thì bạn sẽ nhận lại được niềm tin và đôi khi là tiền và rất là nhiều tiền, đúng không nào? Vâng, cái này gọi là cho là nhận. Và anh chị hãy comment giúp Hào là cho là nhận đi ạ. Và trước đây á, tôi từng nghe một cái bạn sale ở công ty bất động sản á, kể rằng là lúc mà 10 giờ đêm á, có một bạn nhân viên mới nè, khi bạn lúc đó là bạn vẫn rất là năng lượng, 10 giờ đêm rồi vẫn đi phát tờ rơi, và lúc đó đó bạn gặp một cái cô đạp xe đạp thôi à, giống như là đi bán ve chai thôi, đến nhận tờ rơi và cô ấy bảo là tôi muốn xem nhà vào lúc này. Và cái bạn nhân viên mới đây nè thì gặp khách hàng mà mừng quá nên là cứ thế là tư vấn, nhưng mà không ngờ rằng á, một cái người là nhìn rất là bình thường, sau đó cô ấy đã giúp cho các bạn nhân viên mới này á chốt được 4 cái căn hộ đó. Bạn thấy đó, dù là ai đi chăng nữa chúng ta hãy tin và chúng ta hãy giúp đỡ họ. Đó là những gì á mà Hào muốn chia sẻ với tất cả các anh chị hãy chia sẻ điều này với cho đội ngũ của mình, chúng ta phải tin vào khách hàng. Có nhiều bạn á, nhân viên xem như thế này nè, xem khách hàng như là những cái con mồi đó, các bạn luôn đi tìm cách là săn bắn hạ gục khách hàng đó, mà họ quên đi một triết lý quan trọng là bán hàng là phục vụ à. Và người bán hàng đó, và có rất là nhiều người họ chỉ tập trung vào cái việc mà gọi là kiếm tiền, họ tập trung vào chính họ thôi chứ họ không có chịu là gọi là lắng nghe đồng cảm với khách hàng. Và cái điều mà để cho một người bán hàng giỏi ở đây á thì các bạn phải biết, đó là bạn hãy học cái cách lắng nghe, học cái cách thấu hiểu và đồng cảm với khách hàng, hãy giúp khách hàng giải quyết vấn đề và hãy bán cho họ một cái kết quả, một cái sự an tâm thì họ sẽ chắc chắn mua hàng của anh chị. Vâng, thì nhà mình á thì điều này đúng hay là rất đúng à? Khi mà chúng ta bán cho họ một cái giá trị, chúng ta giúp họ giải quyết vấn đề, giúp cho họ có được một sự an tâm thì họ chắc chắn sẽ mua hàng của anh chị, đúng không nào? Vâng. Vâng, cảm ơn nhà mình. Và tiếp đến chúng ta sẽ đến với niềm tin thứ tư. Đó là niềm tin thứ ba, đó là niềm tin vào nghề bán hàng ạ. Và để cho các bạn tin vào khách hàng á thì quay ngược lại là để cho các bạn tin vào khách hàng á, chúng ta phải chia sẻ đào tạo cho các bạn biết là bán hàng là phục vụ. Bán hàng là, nhưng mà khi mà chúng ta cho đi niềm tin đó thì chúng ta sẽ nhận được cái niềm tin. Và khách hàng là người trả lương cho tất cả các bạn. Người chủ doanh nghiệp chỉ mang tính năng là sẽ là phân bổ cái đồng lương đó cho các bạn. Và khách hàng họ có một cái quyền rất là cao, có thể đuổi cả ông chủ của các bạn luôn ạ. Đó, thì chúng ta phải cho các bạn biết được điều này. Khách hàng là người rất là quan trọng cho chúng ta. Vì thế chúng ta phải biết cách phục vụ khách hàng. Chúng ta không phục vụ khách hàng của chúng ta thì chắc chắn sẽ có người khác phục vụ. Vâng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái niềm tin thứ từ đó là niềm tin vào nghề bán hàng ạ. Vâng, anh chị hãy comment giúp Hào là niềm tin vào nghề bán hàng ạ. Và Hào từng gặp cái trường hợp như thế này nè. Nhiều bạn khi mà đi xin việc bán hàng á, những bạn mới vào nghề bán hàng á, các bạn có cái nhìn không đúng vào cái nghề bán hàng. Các bạn nghĩ á, cái nghề bán hàng là một cái nghề nó thấp hèn như thế nào đó, không có việc gì làm á thì mới đi làm cái nghề bán hàng này. Và có những người á, họ xem cái nghề bán hàng giống là những người đi tiếp thị, đi mồi chài, đi dụ dỗ đó. Thì rất là nhiều người đang gặp cái những cái tư duy, cái mindset này như vậy. Và khi họ xem cái nghề bán hàng của họ nó thấp hèn như vậy á thì họ rất là thiếu tự tin khi đối diện với khách hàng. Khi họ xem cái nghề bán hàng của họ như thấp hèn như vậy thì họ lại thiếu tự tin khi đối diện với khách hàng. Họ cảm thấy là bồn chồn nè, bất an nè, nói năng lắp bắp, nhất là khi trao đổi về đề xuất mua hàng thì họ tự ti, họ sợ rằng nếu không tôn trọng, không nhất nhất nghe theo lời khách hàng á thì khách hàng sẽ không mua hàng của họ. Vì thế họ bị phụ thuộc vào khách hàng, nên là nhiều lúc á các bạn bị thiếu cái niềm tin này thì các bạn rất là khó bán hàng. Các bạn cứ nghe theo lời khách hàng chứ không phải là các bạn giải thích, các bạn chia sẻ, các bạn giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề. Và ai trong số tất cả các anh chị ở đây á, chúng ta đã từng gặp những cái tình huống giống như là người bán hàng á, họ một một là nghe theo chúng ta nói gì thì các bạn dạ 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 vân vân à. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị đã từng gặp những cái trường hợp này rồi ạ?
Vâng, vì thế thì chúng ta phải giúp cho các bạn hiểu được cái nghề bán hàng nó cao cả như thế nào. Đó, thì anh chị phải giúp cho các bạn là đào tạo cho các bạn là giúp cho các bạn hiểu được là nghề bán hàng là bán hàng là trao giá trị, bán hàng là giải quyết vấn đề. Và người bán hàng là người giúp cho khách hàng giải quyết vấn đề chứ không phải là người đi nịnh bợ. Nghề bán hàng là nghề là người giống như là cho giúp cho cái nền kinh tế của chúng ta phát triển. Nếu mà một cái sản phẩm có tốt đi chăng nữa, nếu mà không có được một đội ngũ bán hàng tốt thì chắc chắn sản phẩm đó nó cũng sẽ thành tệ thôi. Thứ hai á, cái nghề bán hàng á sẽ giúp là thúc đẩy đổi mới. Thúc đẩy là chúng ta có thể đổi mới, sáng tạo ra những cái sản phẩm mới tốt hơn nữa. Và nghề bán hàng là giúp giải quyết vấn đề cho khách hàng. Nghề bán hàng là tạo ra những cái giá trị thật. Và tóm lại, nghề bán hàng là không chỉ đơn thuần là việc bán sản phẩm mà nó còn mang trong mình một cái tầm quan trọng to lớn đối với sự phát triển của cả xã hội và nền kinh tế. Và có một cái thống kê như thế này á, để cho một doanh nghiệp á, vừa và nhỏ, doanh nghiệp chưa lớn đó để phát triển á thì 70% nó sẽ phụ thuộc vào marketing và sale. 70% sự sống của một doanh nghiệp chưa lớn đó thì nó sẽ phụ thuộc vào marketing và sale. Vâng. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị thấy điều này là đúng thì anh chị hãy comment đúng giúp Hào ạ. Vâng, vậy thì chúng ta phải cho các bạn thấy được những điều này. Các bạn tự tin vào cái nghề bán hàng của các bạn. Cái nghề bán hàng rất là cao cả. Và tiếp đến là khi mà các bạn tin vào nghề bán hàng rồi á, đôi khi các bạn vẫn còn bị gọi là mông lung, dễ bỏ cuộc. Đó, thì các bạn không tin vào bản thân của mình. Đó. Và điều gì sẽ xảy ra nếu các bạn không tin vào bản thân của mình nè? Thì các bạn sẽ dễ dàng là bỏ cuộc nè. Khi mà gặp một chút khó khăn á, các bạn sẽ bỏ cuộc. Hay là khi mà các bạn gặp những cái tình huống giống như là khách hàng họ từ chối á, thì các bạn lại quay về với những cái tư duy, những cái niềm tin giới hạn của các bạn là à, mình không làm được đâu. Mình rất là dở trong cái việc bán hàng, mình rất là dở cái điều này. Và các bạn sẽ cảm thấy là nếu các bạn không tự tin vào bản thân á, thì các bạn sẽ cảm thấy áp lực khi đi gặp khách hàng. Các bạn sẽ thấy rụt rè, các bạn sẽ thấy bồn chồn khi gặp khách hàng. Vâng, điều này đúng hay là rất đúng à? Vâng, rất đúng đúng không ạ? À? Khi mà chúng ta không có niềm tin vào bản thân á, và đặc biệt là khi mà chúng ta không tin vào chúng ta rồi á, thì làm sao khách hàng tin vào chúng ta? Và khách hàng không tin vào chúng ta rồi á, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ bán được hàng đúng không nào? Đó, vậy làm sao để cho đôi khi á, có nhiều bạn không chưa tự tin lắm, nhưng mà chúng ta vẫn có cách để giúp cho các bạn tự tin hơn là bằng việc là chúng ta sẽ đào tạo cho các bạn. Đây. Bằng việc là chúng ta sẽ đào tạo cho các bạn, chúng ta sẽ dẫn dắt các bạn, chúng ta sẽ hỗ trợ các bạn. Và một cái điều đặc biệt là giúp các bạn gì? Điều đặc biệt làm cho các bạn không tự tin nữa đó là các bạn không có nắm rõ về cái sản phẩm của anh chị. Các bạn chưa hiểu rõ về công ty của anh chị. Các bạn chưa hiểu rõ về những cái điều mà công ty làm, giá trị mà công ty làm. Đó, nên các anh chị phải làm sao có được một cái bộ bí kíp bán hàng Saki này nè. Thì ở đây nó tổng hợp tất tần tật những cái thông tin của công ty, những cái giá trị của công ty, những cái câu hỏi của khách hàng, những cái cách phản hồi như thế nào. Thì lúc đó khi mà có bộ này á, thì sẽ giúp các bạn á, tự tin hơn. Thì ở phần sau á, Hà sẽ chia sẻ rõ hơn về cái bí kíp bán hàng Saki này. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với niềm tin thứ nào, niềm tin cuối cùng đó là niềm tin bằng người lãnh đạo ạ. Và điều gì sẽ cũng như là một cái họa là nếu không tin vào lãnh đạo thì điều gì sẽ xảy ra? Theo như mình á, nếu không tin vào lãnh đạo thì điều gì sẽ xảy ra ngoài những cái điều ở trên mà Hào đã ghi rồi? Nếu không tin vào lãnh đạo thì điều gì sẽ xảy ra? Vâng, chắc chắn các bạn sẽ hoài nghi, không hợp tác đúng không ạ? Các bạn sẽ hoài nghi, không hợp tác. Khi mà nhân viên không tin tưởng vào người lãnh đạo á, họ trở nên là hoài nghi nè. Hay là những cái quyết định hướng dẫn từ lãnh đạo á thì họ cảm thấy là không tự tin lắm khi làm. Điều này dẫn đến cái tình trạng là không hợp tác. Khi mà nhân viên không chịu tuân thủ, không hỗ trợ thì vấn đề nó sẽ xảy ra với chúng ta. Cái thứ hai á là không tin vào người lãnh đạo á thì sẽ làm giảm rất là nhiều hiệu suất làm việc của các bạn. Các bạn làm cho xong rồi thôi, không có nhiệt huyết, không có cống hiến, không có góp ý gì cả. Cái thứ ba á, các bạn là dễ bị phân chia và xung đột.
Đó, nhân viên có thể là gọi ta tách biệt thành các nhóm, thành các phe phái, mâu thuẫn, tạo ra những mâu thuẫn, những cái nảy sinh. Và khi không tin vào cách lãnh đạo á, thì các bạn sẽ thể hiện những cái không thể hiện những cái ý kiến, những cái đóng góp để giúp cho công ty phát triển. Đó. Và cái điều thứ năm đó là thất bại trong việc đảm bảo động viên và phát triển cho nhân sự. Và các bạn sẽ nhanh chóng rời công ty. Đó. Và không tin vào lãnh đạo nó dẫn đến cái việc là rồi, mất niềm tin vào tổ chức luôn ạ. Anh chị công ty của anh chị có tốt đi chăng nữa, cái người mà lãnh đạo trực tiếp á mà bạn làm không tốt á thì cũng làm cho nhân viên gọi là mất niềm tin vào tổ chức ạ. Và tóm lại á, nếu mà các bạn thiếu niềm tin vào người lãnh đạo, có thể xảy ra các vấn đề là tác động tiêu cực đối với môi trường làm việc và hiệu suất của tổ chức. Để đảm bảo môi trường làm việc tích cực, xây dựng niềm tin và tạo ra mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên, đó là điều rất là quan trọng. Vậy lý do tại sao mà đội ngũ của chúng ta không tin vào người lãnh đạo à? Theo nhà mình á, lý do tại sao mà dẫn đến cái tình trạng mà nhân viên á nó không tin vào người lãnh đạo, nó xảy ra những cái tình huống như thế này à? Hãy nhờ nhà mình hãy comment lên giúp nào ạ. À? Lý do gì mà làm cho nhân viên mất niềm tin vào lãnh đạo? Vâng, chúng ta hãy tương tác lên ạ. À. Vâng, đúng rồi, cảm ơn anh Tuấn Minh ạ. À. Lãnh đạo không làm gương đúng không ạ? Vâng, lãnh đạo không làm gương ạ. À. Rồi, nói một đằng la một nẻo ạ. À. Đúng rồi, anh Trần Trung Hiếu ạ, à. Cảm ơn anh. À, lãnh đạo không lắng nghe ạ. À. Vâng, cảm ơn chị Hằng Nguyễn ạ. À. Vâng, lãnh đạo không thực hiện cam kết, lãnh đạo không có tâm, không có tâm. Vâng, lãnh đạo chưa đủ kiến thức, dễ để lãnh đạo, chưa thống nhất về chính sách và quy chế. Vâng, rất là tuyệt vời, đây là những điều rất là đúng mà. Anh chị hãy, anh chị có thể chúng ta ghi lại những cái điều này ạ. À, để chúng ta có thể là tìm cái cách để chúng ta giải quyết những cái vấn đề này. Anh chị hãy nhìn ra ô chat ạ. Lãnh đạo không biết quan tâm và quản trị nè, lãnh đạo không ghi nhận nè, chưa được lòng nhân viên nè, anh Bùi Xuân Nam nè. Vâng, cảm ơn nhà mình thì á, cảm ơn tất cả các chị. Lãnh đạo không chịu trách nhiệm 100% nè. Vâng, đó là tuyệt vời ạ. À. Và ở đây Hào có thống kê được một vài cái góc nhìn theo cái cách của Hào thôi, còn những cái comment của anh chị ở đây nè cũng rất là đúng mà. Anh chị hãy ghi lại những cái comment ở trên ô chat để cho chúng ta có thể là tìm cái cách để chúng ta cải thiện những điều này. Thì ở đây Hào có tổng kết một số ý, giống như là thứ nhất là lãnh đạo á, họ thiếu cái sự minh bạch, lãnh đạo không chia sẻ những cái nội dung ở đây là lãnh đạo á, không chia sẻ cái thông tin với nhân sự, che giấu một số cái thông tin vấn đề quan trọng. Điều này gây ra sự nghi ngờ, không an tâm trong đội ngũ. Chúng ta cứ nghĩ là việc này là của riêng mình nên chúng ta không cần chia sẻ với anh em cho đội ngũ. Đó, cái đó cũng là một cái cách gọi là làm mất lòng tin với đội ngũ. Cái thứ hai là chúng ta đôi khi chúng ta nhiều việc quá, chúng ta dẫn đến cái tình trạng gọi là thất hứa. Mà nhiều lúc chúng ta là lãnh đạo mà chúng ta không nghĩ đó là thất hứa, nhưng mà các bạn nhân viên á, các bạn lại nghĩ đó là ông này thất hứa. Và Hào từng gặp những cái trường hợp như thế này nè. Có một số bạn nhân viên á, bạn chia sẻ là tại sao em nghỉ ở cái công ty đó. Bạn chia sẻ là dạ em làm ở đó đó, cái em hẹn khách hàng, cái em hẹn sếp, có một cái hẹn hẹn vậy, cái sếp ok, sếp chốt đã, cái rồi rốt cuộc sếp thất hứa là không gì, sếp bận, sếp không có tham gia cái cuộc nói chuyện với khách hàng của em, làm em mất cái gọi là mất cái uy tín với khách hàng. Và một lần không sao, nhưng mà bị rất là nhiều lần, dẫn đến tình trạng là em chán nản, em nghỉ đó. Mà đôi khi là chúng ta không để ý cái điều đó, hoặc là chúng ta đầu tháng á chúng ta kêu anh em ơi, anh em làm đạt được cái này đạt được cái kia á thì sẽ có thưởng cái này, nhưng mà chúng ta không ghi lại, chúng ta không nói lại á, nhưng mà cuối tháng việc bận quá chúng ta không thực hiện những lời hứa đó thì chúng ta không để ý, nhưng mà nhân sự sẽ để ý điều đó. Và các bạn lại đứng ở vai trò là chả lẽ mình nói sếp thì kỳ quá, nhắc sếp thì kỳ quá, nghĩ là sếp nhớ nhưng mà mình cũng bị quên luôn. Vì thế anh chị làm sao mà hãy hạn chế những điều này, khi mà chúng ta hứa thì chúng ta phải ghi chú lại đó, và phải nhắc một cái đưa cho một cái bạn thư ký á là em ghi chú lại cái lời hứa đó, nếu mà các bạn làm được á thì em phải nói lên cho anh, thì lúc đó đó các bạn sẽ nói lên cho chúng ta, tránh cái tình trạng mà thất hứa này cũng làm cái năng lượng của bạn các bạn đó nó tụt rất là nhiều. Cái thứ ba đó là không lắng nghe.
Vâng, rất là nhiều lãnh đạo là cái tôi của mình rất là cao. Là khi mà các bạn nhân viên á, các bạn đi thị trường về á, các bạn chia sẻ sếp ơi, gặp vấn đề này thì vấn đề này nè, thì lại liền bị tạt một cái gô nước lạnh là cái đó anh biết rồi. Cái đó anh biết rồi, Ok, cảm ơn em. Đó. Cảm ơn em còn đỡ. Vì lúc cái đó anh biết rồi. Thì nhiều lần như vậy sẽ làm cho các bạn gọi là mất cái nhiệt huyết, mất cái sự gọi là chia sẻ với sếp. Và cái vấn đề thứ tư đó là không công bằng. Đó, không công bằng, khi mà chúng ta đối xử không công bằng thì nó sẽ dẫn đến là xung đột nội bộ hay là mất niềm tin, và đặc biệt là sẽ gây ra sự phân biệt trong đội ngũ. Cái thứ năm đó là quản lý xấu. Và quản lý xấu là sao ? Là người lãnh đạo không gọi là gì? Người lãnh đạo quản lý không hiệu quả, không có một cái định hướng rõ ràng, hoặc là không hỗ trợ nhân sự thực hiện được công việc. Điều này có thể là dẫn đến cái sự thất vọng, không chắc chắn, và dẫn đến như là không có nắm rõ cái cách làm của mình để hướng dẫn cho nhân sự. Cái thứ sáu là không đứng ra giải quyết xung đột. Khi mà thấy xung đột quá thì để cho các bạn tự giải quyết, hoặc là mình tránh né cái điều đó luôn. Đó. Cái thứ bảy đó là không hỗ trợ và phát triển cá nhân. Đó, cứ nghĩ là giống như hàng trước đây nè, bị cái tình trạng là không hỗ trợ phát triển cá nhân, là cứ nghĩ là khi mà các bạn xin vô công ty mình làm á thì các bạn đã phải là các bạn phải tự biết làm rồi, các bạn đã phải có đi học, có làm, có kinh nghiệm rồi, thì các bạn phải tự biết làm chứ, mình đâu cần phải chỉ, cần phải đào tạo gì đâu. Nhưng mà đó là một cái tư duy sai lầm. Các bạn làm ở công ty khác thì nó khác hoàn toàn, nhưng mà khi đến với công ty của chúng ta sẽ có một cái cách bán hàng khác. Vì thế anh chị phải có một cái lộ trình đào tạo hội nhập, làm sao cho các bạn hội nhập nó dễ dàng hơn. Như Hào á, thì Hào xây nguyên một cái lộ trình đào tạo hội nhập 10 ngày tự động luôn. Các bạn nhân sự mới vô là cứ thế là copy cái đó đưa cho các bạn học và hội nhập, thì lúc này các bạn cũng sẽ cảm thấy là mới vô và có những cái công việc, có những cái bài học đi theo lộ trình. Và cái tiếp theo á là không nhận lỗi và sửa sai. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị á từng gặp những cái tình huống này rồi ? Anh chị đã từng gọi là không nhận lỗi và sửa sai ? Tao là sếp mà, tao có lỗi gì đâu mà nhận, hoặc là hứa cái gì làm sai cái gì đó, nhưng mà chúng ta không nhận, không sửa sai. Cái tôi của chúng ta lớn nên là làm cho các bạn cũng bị mất cái tự tin, mất cái niềm tin lắm. Và cái thứ chín đó là không tạo môi trường làm việc tích cực. Đó là chúng ta không xây dựng những cái văn hóa, những cái điều làm tích cực, hay là lãnh đạo chỉ đi ăn nhậu hay chơi bời hay gì đó rồi xong các bạn ở nhà muốn làm gì làm, thì lúc này các bạn cũng bị yếu cái niềm tin đi. Cái tip cuối cùng đó là lãnh đạo thiếu tầm nhìn và thiếu cái sự hướng dẫn cho nhân sự. Đó, chúng ta không có một cái tầm nhìn, không có một sứ mệnh, làm cho hết ngày hết giờ rồi thôi. Vâng. Và đây là những cái điều, những cái lý do mà làm cho nhân sự của chúng ta á nó bị mất niềm tin vào người lãnh đạo. Vậy làm sao để xây dựng những cái niềm tin này ? Vâng, chúng ta cần phải làm gương. Và lãnh đạo á là luôn luôn phải học hỏi và phát triển bản thân. Cái thứ ba là lãnh đạo là luôn luôn phải đồng cảm, lắng nghe nhân sự. Các bạn chia sẻ là chúng ta cứ thế là chúng ta ghi nhận, sau đó chúng ta sẽ phản hồi sau. Và đặc biệt lãnh đạo là chúng ta phải giữ lời hứa. Vâng, cảm ơn Lâm Diễm Thúy . Ok, cái này cái phần cuối cùng Hà sẽ chia sẻ cho anh chị cái cách để anh chị xây dựng lộ trình 10 ngày hội nhập cho nhân sự luôn . Cái cách để chúng ta xây dựng ra tự động luôn . Vâng, và khi mà chúng ta xây dựng được những cái niềm tin này, những niềm tin vào công ty nè, niềm tin vào sản phẩm nè, niềm tin vào khách hàng nè, niềm tin vào nghề bán hàng, niềm tin vào bản thân và niềm tin vào người lãnh đạo, thì anh chị đã tự tin là nhân viên của chúng ta sẽ tự tin bán hàng chưa ? Và nhân viên của chúng ta lúc này sẽ rất là thiện chí đúng không ? Rất là năng lượng đúng không nào? Vâng, anh chị hãy tương tác với Hào . Và khi mà chúng ta xây dựng được những niềm tin này á, chắc chắn là những bạn nhân sự của chúng ta sẽ rất là năng lượng, sẽ luôn luôn mong muốn là cống hiến phát triển công ty . Vâng, cảm ơn nhà mình. Và để cho đội ngũ của mình á cần có những cái điều này, thì chúng ta cần phải lãnh đạo đi trước, lãnh đạo làm gương.
Và ở cái lớp giải phóng lãnh đạo á thì thầy cũng gọi là có một cái con đường giải phóng lãnh đạo đó. Trước khi bạn muốn lãnh đạo người khác thì bạn phải lãnh đạo được chính mình. Trước khi bạn muốn gọi là quản lý công việc á thì bạn phải quản lý được bản thân, đúng không nào? Đó. Và theo các chuyên gia thành công, doanh nghiệp mà muốn phát triển phải dựa trên hai yếu tố nền tảng, đó là con người và hệ thống. Trong đó chủ thể quyết định là con người. Con người là gốc. Các cụ nhà mình có câu là lập thuyền cũng là dân mà đẩy thuyền cũng là dân. Vậy nhân sự của chúng ta cũng như vậy ạ. Và chúng ta hãy nhớ là làm sao để chúng ta xây dựng được những cái niềm tin cho khách hàng. Và anh chị để ý á, những cái công ty mà làm về đa cấp, làm về hệ thống á, họ đào tạo rất là nhiều ạ. Đúng không nào? Anh chị có để ý những cái công ty đó không ạ? Họ đào tạo rất là nhiều, họ trao cho những cái đội ngũ bên dưới á những cái niềm tin, gọi là niềm tin mạnh mẽ, niềm tin gọi là luôn luôn là phát triển, luôn luôn là đạt được có một cái bức tranh, một cái tầm nhìn á rất là cao. Đó là khi mà các bạn làm như thế này nè thì các bạn sẽ đạt được như thế này. Đó, nó rõ ràng cho các bạn đó thì các bạn sẽ niềm tin mình lúc đó đó. Khi mà có niềm tin là các bạn đi bán hết mình, các bạn đi làm hết mình. Đó. Và để cho các bạn của chúng ta, nhân sự của chúng ta khi mà có niềm tin này rồi mà các bạn vẫn có năng lượng, các bạn làm việc thì chúng ta cần phải có thêm một cái thứ nữa, đó là công thức AHA. Còn bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mong muốn là nhận được cái công thức AHA này ạ? Cái công thức là để giúp cho cái đội ngũ của chúng ta là bám sát mục tiêu, cái cách để cho đội ngũ của chúng ta là luôn luôn đặt cái mục tiêu để đạt được cái mục tiêu chính của công ty. Và trước khi đến cái công thức này á thì Hào xin chia sẻ với chị một cái bài tập để chúng ta có thể là cải thiện cái niềm tin của đội ngũ của chúng ta. Anh chị có thể chụp hình lại cái phần này ạ. Có thể là mỗi quý á anh chị sẽ làm một cái bài tập này cho nhân viên sự của chúng ta, là chúng ta sẽ là liệt kê ra những cái yếu tố giới hạn. Chúng ta cho nhân sự của chúng ta liệt kê ra những cái yếu tố giới hạn, những cái niềm tin giới hạn của bạn, của người bán hàng, về giống như là về khách hàng nè, về sản phẩm nè, về công ty nè, về người lãnh đạo nè, về người quản lý trực tiếp nè. Cho các bạn hãy liệt kê hết ra. Cái thứ hai chúng ta sẽ giúp các bạn là biết được tại sao các bạn có được những cái niềm tin này. Niềm tin này do quá khứ hay là do quá trình làm việc hay là do một cái lý do gì đó nó tạo ra một cái niềm tin này. Đó, cho các bạn liệt kê ra. Và cái thứ ba chúng ta sẽ nói các bạn chúng ta hãy viết ra những cái niềm tin tích cực mới. Điều gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta có cái những niềm tin tích cực này nè, chúng ta sẽ đạt được những cái thu nhập, những cái mục tiêu lớn như thế này. Đó, từ đó là khi mà các bạn có những cái niềm tin tích cực này rồi á thì có thể là các anh chị chủ doanh nghiệp chúng ta giúp các bạn có được những cái bằng chứng. Cái bằng chứng cho những cái niềm tin tích cực này. Ví dụ như đây một cái nhân viên này nè đã làm 5 năm rồi, hiện tại là lúc đầu anh vô là một cái nhân viên gọi là nhân viên thực tập thôi, nhưng mà hiện tại đã lên là phó tổng giám đốc. Thì đây ở công ty á, có những cái lộ trình thăng tiến, nếu mà bạn năng lượng, các bạn nỗ lực, các bạn làm việc, các bạn học tập thì các bạn sẽ đạt được cái mục tiêu như anh chị này, và lúc này anh chị này có những cái thu nhập như thế này đó. Chúng ta phải cho các bạn thấy được những cái bằng chứng, cái niềm tin, những cái chứng thực của nhân sự hoặc chứng thực của khách hàng. Cái thứ năm là chúng ta sẽ viết ra và hình dung ra những cái bức tranh trong tương lai. Giúp các bạn viết ra và hình dung ra những bức tranh trong tương lai là khi mà đến với công ty này nè, chúng ta làm nỗ lực từng bước cho thế này nè, thì trong 6 tháng 1 năm nữa chúng ta sẽ đạt được cái điều gì và chúng ta sẽ thăng cấp những mức nào. Và chúng ta có những cái kinh nghiệm gì. Và đặc biệt nữa là anh chị hãy giúp cho các bạn có được những cái ba cái niềm tin cơ bản, đó là sản phẩm, một cái niềm tin về sản phẩm và công ty, niềm tin thứ hai là niềm tin về khách hàng, niềm tin thứ ba là niềm tin về chính mình. Và có thể là cho các bạn là liên tục nhớ về cái điều đó, thì từ đó là khi mà nó đi vào tiềm thức á thì tự nhiên các bạn sẽ tin thôi ạ. Rồi là đào tạo lâu ngày á, mưa dầm thấm đất á, là cứ mỗi ngày là chúng ta họp đầu giờ, chúng ta cho các bạn nhắc lại những cái niềm tin đó cho chính bạn. Mỗi ngày là chúng ta cho các bạn đọc lại những niềm tin đó với chính bạn, thì cứ đọc miết đọc miết đọc miết thì nó đi vô tiềm thức và các bạn sẽ tin vào công ty. Và khi tin rồi á các bạn sẽ rất là năng lượng bán hàng. Năng lượng, nhiệt huyết, đi đâu cũng nói tốt về công ty, đi đâu cũng giới thiệu về công ty, đi về nhà, đi về họp gia đình gì á cũng giới thiệu, em làm ở đó, em làm ở đó.
Đó. Và bao nhiêu trong số tất cả anh chị mong muốn là nhân viên của chúng ta đi đâu cũng nói tốt về công ty của chúng ta, đi đâu cũng nói tốt về người lãnh đạo, thì anh chị hãy comment chữ tôi với vào ạ. Vâng, ai cũng mong muốn điều đó đúng không ạ? Vâng, ai cũng mong muốn điều đó hết ạ. Và bao nhiêu trong số tất cả anh chị thấy cái niềm tin này rất là quan trọng thì anh chị hãy giơ tay lên ạ, lắc lắc chứ phải không ạ? Niềm tin đó là quan trọng ạ. Vâng, chúng ta hãy lắc lắc cái cổ tay gọi là bán hàng thì phải tin ạ. Lắc lắc cổ tay giơ lên, bán hàng là phải tin. À, giơ tay phải lên, đặt vào tim mình và nói tin thì mới bán. Vâng, đúng rồi, chúng ta tin thì chúng ta mới bán ạ. Và khi mà chúng ta có niềm tin rồi đấy thì đôi khi có nhiều bạn á thời gian đầu vô rất là năng lượng, rất là nỗ lực, rất là làm việc, rất là nhiệt huyết, nhưng mà một thời gian sau các bạn bị tụt mood, bởi vì các bạn không đạt được những cái chỉ tiêu đề ra, những cái mục tiêu của công ty đề ra, bị sếp mắng hay như thế nào đó, hoặc là các bạn làm lăng man, các bạn làm việc lăng man, các bạn làm những cái công việc không quan trọng, không đạt được cái mục tiêu của mình, các bạn không biết mỗi ngày các bạn cần phải làm gì, thậm chí là không có mục tiêu luôn. Đó. Khi không đạt được đúng với thu nhập của các bạn á, thì các bạn cảm thấy chán. Thì bao nhiêu trong số tất cả các anh chị á, chúng ta ở đây, chúng ta có những cái đội ngũ á, thì đang bị những cái một trong những cái tình trạng ở trên, thì anh chị hãy comment giúp tôi chữ số 1 ạ. Là nhân sự lan man nè, làm các công việc không tập trung, nhân sự kinh doanh đi, mà đi làm giống như là thiết kế, đi làm video hay đi làm cái này cái kia đó, không tập trung vào cái mục tiêu là tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng à. Đó. Rồi không biết mỗi ngày cần phải làm gì để đạt cái mục tiêu chính, không biết cách phân tách ra mỗi ngày các bạn cần phải làm gì. Thậm chí là nhiều bạn á bán hàng á cũng không có cái mục tiêu luôn. Rồi có khách hàng tới thì bán, không có thôi. Rồi đại như vậy thôi, cũng không có mục tiêu thu nhập. Vâng, rất là nhiều anh chị đang bị như vậy đúng không? Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị một cái công thức gọi là công thức A ha. Cái công thức này sẽ giúp cho đội ngũ của anh chị á nắm rõ được cái mục tiêu của mình. Và công thức này nó sẽ là như thế này ạ. Vâng, anh chị thấy cái bảng ở đây chưa? Cái bảng này nó hơi mờ. Thì cái công thức này có nghĩa là cái công thức hào đúc rút á, từ cái gọi là năm quay. Thì khi mà anh chị á giúp cho đội ngũ của chúng ta nè là biết được á là cái mục tiêu thu nhập của các bạn một tháng là bao nhiêu, sau đó đó lương cứng của các bạn là bao nhiêu, rồi cái hoa hồng khi mà các bạn bán được doanh số là bao nhiêu đó, thì chúng ta có những cái con số này, bắt đầu là chúng ta sẽ giúp khách hàng là các bạn đưa lên nè, đưa lên trên nè. Nếu mà doanh số 300 triệu á thì giá trị trung bình trên một đơn hàng là 10 triệu đây, thì các bạn á phải có là mỗi tháng là các bạn phải có 30 khách hàng. Và cái tỷ lệ mà khách hàng của công ty mình á, từ cái khách hàng tiềm năng mà chuyển đổi thành khách hàng chính thức á, nó là 30% á, thì các bạn ít nhất là các bạn phải tiếp cận được 100 khách hàng, có được 100 khách hàng tiềm năng thì các bạn mới có được 30 khách hàng. Và 30 khách hàng mua giá trị trung bình như thế này, doanh số mới được 300 triệu. Và 300 triệu là hoa hồng 5% thì các bạn được 15 triệu, cộng với lương cứng là chắc chắn sẽ được 21 triệu. Đây là những con số Hào đưa ra cơ bản thôi. Đó, vậy thì để các bạn có thể là tăng được cái thu nhập của mình, đây đây nè, các bạn có thể tăng được cái thu nhập của mình lên 28 triệu thì các bạn cần phải làm gì ạ? Vâng, các bạn có thể là cần phải là tăng cái số lượng khách hàng tiềm năng lên nè, lên 150 đó, hay là tăng cái tỷ lệ chuyển đổi lên đó. Thì bao nhiêu trong số tất cả anh chị là đã hình dung được cái bảng này ạ? À, vâng, và nhân sự kinh doanh của chúng ta làm sao để chúng ta cho các bạn mỗi tháng các bạn phải làm được cái bảng này. Và khi một tháng á để có được 150 khách hàng tiềm năng thì mỗi ngày các bạn làm sao để có được, giống như là chúng ta chia ra 20 ngày đi, 20 ngày làm việc đi, thì mỗi ngày các bạn cần phải có bao nhiêu khách hàng tiềm năng, phải nhận được 30 khách hàng tiềm năng đúng không ạ? Đó, thì 20 ngày thì các bạn mới được là à, mỗi ngày các bạn cần phải có 7 khách hàng tiềm năng. Đó. Đó. Bao nhiêu trong số tất cả anh chị đã biết làm về cái bạn này rồi thì anh chị hãy comment giữa tôi ạ. À. Bao nhiêu cái trong số tất cả anh chị là mong muốn là Hào gửi cho anh chị một cái bạn này thì anh chị hãy comment số 2 với Hào ạ. À. Và nhờ ban tổ chức hãy chụp hình lại với Hào ạ. À. Vâng, chúng ta hãy làm rõ ra những cái con số này.
cái con số nó rất là quan trọng, và bán hàng á là tập trung vô con số thôi. Mỗi ngày em chỉ cần gặp bằng đó khách hàng tiềm năng và tỷ lệ chuyển đổi của em bằng này thì em sẽ có bằng này khách hàng, và bằng này khách hàng với giá trị trung bình này á thì các bạn sẽ có doanh số như thế này, và hoa hồng như vậy thì các bạn sẽ đạt được cái mục tiêu các bạn mong muốn. Vì thế mỗi tháng các bạn phải đặt ra được cái mục tiêu các bạn mong muốn và chủ doanh nghiệp làm sao để giúp các bạn có được những cái con số khách hàng tiềm năng. Ví dụ là marketing đổ về, à làm sao marketing phải đổ về cho các bạn mỗi ngày, các bạn phải được bằng này khách hàng tiềm năng. Hoặc là chúng ta có những cái sự kiện, những cái buổi hội thảo gì đó để thu hút được những cái khách hàng tiềm năng này về cho doanh nghiệp của mình. Vâng, và nhờ anh chị comment số 2 á, chút nữa cuối chương trình á, anh chị hãy để lại thông tin, Hà sẽ gửi cho anh chị một cái bản mẫu này luôn, và có thể là sắp xếp hướng dẫn cho anh chị rõ cái cách để anh chị có thể làm được cái bản này cho nhân sự của mình, đào tạo cho nhân sự của mình có mục tiêu rõ ràng mỗi tháng à. Vâng, và khi mà các bạn nhân sự á có được cái con số rõ ràng như thế này nè, mỗi ngày các bạn công việc chính của các bạn là phải làm sao tìm được số lượng khách hàng tiềm năng với cái mục tiêu mình đề ra. Cái thứ hai là làm sao để chăm sóc được cái khách hàng mà tiềm năng này chuyển đổi thành theo cái số lượng mà mình mong muốn. Thì chắc chắn mỗi ngày các bạn làm như vậy, làm như vậy, làm như vậy thì cuối tháng chắc chắn nó sẽ đạt được cái mục tiêu. Và khi các bạn mong muốn là thu nhập cao hơn thì các bạn chỉ cần là tăng cái con số này lên thôi thì thu nhập nó sẽ cao hơn. Rồi, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị thấy cái công thức này rất là hay thì anh chị hãy comment chữ hay giúp nào ạ. Và làm sao cho đội ngũ của chúng ta là luôn luôn phải nắm được cái công thức này, mỗi tháng các bạn phải đặt ra được cái mục tiêu của mình, từ đó là mỗi ngày á các bạn phải gặp bao nhiêu khách hàng, làm việc với bao nhiêu khách hàng, các bạn phải chỉ tập trung vô việc đó thôi, đừng có lan man là đi làm cái này đi làm khác, việc bạn mặc cái gì thì bạn làm cái đó, còn việc khác thì để người khác làm đó. Vâng, đó là tuyệt vời, cảm ơn nhà mình ạ. Và tiếp đến là chúng ta sẽ đến với khi mà chúng ta có công thức này, các bạn tập trung vào cái mục tiêu rồi thì đôi khi nhiều cái bạn mà nhân sự á, các bạn vẫn bị một cái gì đó nó thiếu niềm tin vào cái việc bán hàng của mình. Thì giống như hồi nãy học chia sẻ, niềm tin vào bản thân á là có một cái bí kíp gọi là bí kíp bán hàng Saki á. Và cái bí kíp này, cái cẩm nang này á sẽ giúp cho anh chị là biến cái việc bán hàng của mình trở nên đơn giản nhất. Và có bao giờ anh chị gặp những cái trường hợp là họ thiếu tự tin khi gặp khách hàng không ạ? À? Một nhân sự á, họ thiếu tự tin khi gặp khách hàng à? Hay là chúng ta là mới vào á, mới vào khoảng được 2 tháng á, là kêu mà chúng ta đi gặp khách hàng á là chúng ta rất là thiếu tự tin ạ. À? Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị từng gặp cái trường hợp đó thì anh chị hãy comment số 2 giúp nào ạ. À? Với lại là khi mà khách hàng hỏi á thì trả lời lan man, trả lời sai với cái câu trả lời của công ty luôn ạ. À? Hứa sai dẫn đến tình trạng là mất lòng tin với khách hàng à. Và cái thứ ba là quá trình mà hội nhập học việc á của các bạn á nó trở nên gọi là nó lâu và các bạn mất tự tin. Và từ từ những cái vấn đề này nè thì trước đây Hà cũng vậy, khi mà học vô một công ty á để Hà học việc, Hà rành công việc á thì phải học và tốn thời gian là 2 tháng trời, nó rất là lâu. Và có đôi khi là 2 tháng rồi vẫn chưa tự tin để gặp khách hàng đó, vẫn sợ là à khi mà gọi điện cho khách hàng á, lỡ khách hàng hỏi cái này thì làm sao để trả lời, khách hàng hỏi cái kia thì làm sao để trả lời, rất là sợ. Mỗi lần bóc máy lên khách hàng hỏi cái mình không trả lời được là tự nhiên lúc đó đó là cái năng lượng của mình nó tuột muốn xuống luôn, không dám bóc máy lên gọi lần thứ hai. Vâng, và nhớ anh chị nào đã từng bán hàng thì có bao giờ anh chị gặp một cái trường hợp như vậy không ạ? À? Rồi khi mà chúng ta vào một cái công ty mới á, chúng ta bán hàng, chúng ta gọi điện khách hàng hỏi chúng ta cái chúng ta không biết trả lời như thế nào, chúng ta dạ, để em coi lại, dạ, để em coi lại. Vâng, và có những anh chị nào đang gặp cái tình huống như vậy không ạ? À? Vâng, nếu anh chị đang gặp cái tình huống như vậy thì Hà sẽ chia sẻ với anh chị một cái công thức gọi là công thức bán hàng Saki. Thì ở đây thì Hà sẽ chia sẻ cho anh chị thấy rõ luôn ạ. Hà xin phép nha. Hà xin phép chia sẻ màn hình nha. Vâng. Và anh chị ơi, anh chị hãy comment giúp Hà là cẩm nang bán hàng Saki ơi ra đi ạ. Để Hà sẽ mở ra cho anh chị xem cái cẩm nang bán hàng nó như thế nào ạ. Thì sẽ giúp cho đội ngũ của chúng ta là có thể là tự tin bán hàng mọi lúc mọi nơi. Làm sao để cho nhân sự của chúng ta á,
là đi đâu cũng có thể tự tin bán hàng ạ. À. Vâng, và đây là một cái bí kíp bán hàng sao kêu dù hào ạ. Thì nó giống như là một cái bộ, gọi là một cái bộ chúng ta xây dựng sẵn lên như thế này. Nó online luôn ạ. À. Và chúng ta ở đây á, chúng ta cập nhật đầy đủ các bộ in ấn của công ty. Thứ hai là chúng ta cập nhật cái chân dung khách hàng của chúng ta đây. Cái thứ ba á, là chúng ta sẽ cập nhật là à chúng ta làm đâu rồi đúng không? Chủ doanh nghiệp rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ biết được à cái mong muốn của khách hàng của chúng ta là gì? Cái nỗi đau, cái vấn đề, cái trở ngại, cái rào cản của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ cập nhật lên đây hết. Và niềm vui của khách hàng khi mà đạt được những cái gọi là những cái giải quyết những cái vấn đề cho họ thì họ vui như thế nào? Đó, và cái nỗi sợ của khách hàng là gì? Đó, và các giải pháp của chúng ta sẽ cập nhật các giải pháp của chúng ta lên đây. Là giải pháp của chúng ta sẽ giải pháp 1 sẽ xử lý vấn đề nào của khách hàng. Giải pháp 2 sẽ xử lý cái vấn đề nào của khách hàng. Giải pháp 3 các bạn sẽ xử lý được vấn đề nào của khách hàng. Giải pháp 4 là chúng ta sẽ xử lý được vấn đề nào của khách hàng. Đó, và tiếp theo là chúng ta sẽ giúp cho các bạn trả lời được ba cái câu hỏi nè. Những anh chị nào mà bán hàng giỏi á, anh chị giúp các bạn nhân viên mới vô đây trả lời ba cái câu hỏi nè. Tại sao mà khách hàng cần mua sản phẩm của bạn? Đó, có bây giờ chúng ta chuẩn bị cái câu hỏi này để đào tạo cho nhân sự chưa ạ? Tại sao khách hàng cần mua sản phẩm của bạn? Cái thứ hai anh chị chuẩn bị cho các bạn một cái câu hỏi là tại sao tôi phải mua sản phẩm của bạn mà không phải sản phẩm của người khác? Đó, ba cái câu hỏi mà một người bán hàng đi khi đi gặp khách hàng á phải trả lời được ngay ba câu hỏi này, không trả lời được á thì đừng rất là khó bán hàng ạ. Và cái câu hỏi thứ ba là tại sao tôi phải mua sản phẩm của bạn ngay bây giờ mà không phải vào thời điểm khác? Đó, anh chị hãy ghi lại giúp Hào ba cái câu hỏi này, ba câu hỏi này rất là quan trọng ạ. Và đây là cái bộ gọi là bộ chân dung khách hàng và bộ chuẩn bị cho một người bán hàng, nhân viên bán hàng đi bán hàng. Đó, và anh chị thấy ba câu hỏi này rất là tuyệt vời thì anh chị hãy comment chữ tuyệt vời giúp Hào ạ. Và cái thứ hai là trong công ty của anh chị á, anh chị mà làm lâu năm, những anh chị mà đi trước á thì anh chị thường gặp những cái câu hỏi nào của khách hàng. Ví dụ khách hàng hỏi vấn đề 1, vấn đề 2, vấn đề 3 thì anh chị hãy cập nhật những cái câu trả lời cho nhân sự của chúng ta ở đây. Cứ mỗi câu hỏi 1 của khách hàng mà trả lời như thế nào, câu hỏi 2 khách hàng á thì trả lời như thế nào, câu hỏi 3 trả lời như thế nào, câu hỏi 4 trả lời như thế nào. Chúng ta cứ thế là chúng ta cập nhật lên đây. Thì sau một thời gian á thì chúng ta sẽ có một cái bộ đầy đủ ở đây. Thì một nhân sự mới vô á, anh chị chỉ cần là à em ơi, em vô em học cái bảng sale kit này đi. Hoặc là khi mà em đi gặp khách hàng á, lỡ mà có cái câu hỏi gì của thường á thì khách hàng họ chỉ hỏi những cái câu hỏi này thôi. Thì khi mà họ hỏi cái câu hỏi này á, em nhớ thì em trả lời, em không nhớ em có thể là bật cái điện thoại ra. Em có thể là bấm vô đó và em trả lời theo cái câu trả lời mà đã được soạn sẵn ở đây. Đó, thì theo anh chị á, nếu mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ những cái trường hợp, những cái câu hỏi của khách hàng và những cái cách trả lời ở đây thì các bạn nhân viên, có bạn nhân viên mới vào á, bạn có tự tin đi bán hàng không ạ? À? Theo như mình ạ, à, nếu mà tự tin thì anh chị hãy comment số 1 ạ. À. Nếu mà chưa tự tin thì hãy comment số 2 ạ. À. Vâng, đó là tự tin đúng không nè? Đó, khi mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ những cái này cho những nhân sự mới rồi đó thì các bạn đâu còn lo gì nữa. À đi gặp khách hàng chỉ hỏi những cái câu hỏi này thôi và ở đây có những cái cách trả lời hết rồi thì chúng ta tự tin cho chúng ta bán hàng thôi. Và cái tiếp nữa là chúng ta phải tìm ra những cái xử lý từ chối cho khách hàng. À nếu mà đi gặp khách hàng thường thường gặp những cái xử lý từ chối nào thì chúng ta chuẩn bị sẵn luôn. Ví dụ như là giá đắt quá. Giá đắt quá thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? À, đôi khi nhiều bạn nhân sự mới vào á, khách hàng kêu giá đắt quá cái à dạ 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 em cảm ơn anh chị đã góp ý rồi thôi đi về đúng không ạ? À? Có bao giờ anh chị gặp cái trường hợp đó chưa? Và nếu mà chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có cái cách xử lý thì chúng ta sẽ xử lý sẵn ở đây cho khách hàng rồi. Và chúng ta có thể là à, hỏi lại khách hàng là tại sao mà giá này đắt à? À anh chị so cái sản phẩm này với sản phẩm nào rồi đó. À, không biết là có thể là anh chị chưa biết rõ hết cái lợi ích của cái sản phẩm này đó thì chúng ta sẽ xử lý những cái từ chối sẵn ở đây cho các bạn thì cứ thế các bạn vô đây các bạn học rõ cái này và các bạn cầm cái bộ này ở trên cái điện thoại, ở trên điện thoại của chúng ta cũng có thể dùng được luôn ạ. Thì các bạn khi mà đi gặp khách hàng gặp cái tình huống gì các bạn có thể mở cái app lên các bạn xem
Và cái thứ tư đó là bộ câu hỏi của người sale. Vâng, bộ câu hỏi hướng đến giống như là chúng ta chuẩn bị cho các bạn á, những cái câu hỏi nào để người sale á, họ hướng đến những cái gọi là hướng đến giải pháp và chốt sale nè. Ví dụ như đây là họ có 6 cái câu hỏi là hướng đến nhu cầu và giới thiệu và giải pháp và chốt sale nè. Tiêu chí nào quan trọng để anh chị có thể ra quyết định với cái sản phẩm này? Đó, vì sao anh chị lại mong muốn điều đó? Ngoài những điều đó thì còn những điều gì nữa không? Chúng ta chuẩn bị sẵn hết như thế này nè. Thì khi mà nhân viên của chúng ta vào á, chúng ta chỉ cầm cái bảng này, chúng ta đào tạo cho các bạn thôi. Và tiếp đến là chúng ta có thể là xây dựng cái chuỗi email này. Đó, email hoặc SMS hoặc cuộc gọi kịch bản á, kịch bản Zalo, kịch bản telesale hoặc như thế nào. Và đặc biệt cuối cùng á, anh chị phải tổng hợp được một số cái video cảm nhận về khách hàng. Anh chị tổng hợp hết rồi đây. Đó, khi mà các bạn đi bán hàng, các bạn chỉ cầm cái này đi thôi. Là tới lúc mà khách hàng hết tin chưa tin đúng không? Chúng ta có thể là mở những cái video khách hàng lên trên đây. Thì lúc đó là khách hàng họ sẽ tin và nhân sự của anh chị á lâu lâu mở cái này lên coi thì anh chị các bạn cũng sẽ rất là tự tin vào cái sản phẩm và tự tin vào cái cách bán đi hay bán hàng của các bạn ạ. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị thấy cái bạn này là rất là tuyệt vời thì anh chị hãy comment chữ tuyệt vời giúp Hào ạ. Vâng, thấy tuyệt vời thì anh chị hãy comment chữ tuyệt vời giúp Hào. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mong muốn là nhận được cái bạn này thì hãy comment chữ tôi ạ. Vâng. Vâng, rất là nhiều anh chị mong muốn nhận được bạn này đúng không ạ? Vâng, vậy thì sau cái chương trình này, tới cuối chương trình á, Hào có một cái mã, anh chị cứ quét vào đó. Thì sau chương trình Hào sẽ cho đội ngũ á, hỗ trợ, chia sẻ, copy cho anh chị những cái bạn này. Thứ nhất là các bạn công thức bán hàng Saki, cái thứ hai là bí kíp bán hàng này đó. Và giống như là phần đầu tiên á, Hào có chia sẻ với anh chị á một cái công cụ để giúp anh chị có thể quản lý công việc, quản lý hiệu suất, quản lý kế hoạch làm việc của anh chị, đó chính là một cái công cụ gọi là cái công cụ phần mềm MyTeam này à. Đây là chuẩn bị là đây là Hào quản lý một cái phòng ban kinh doanh nè. Thứ nhất là Hào có cái bộ bán hàng này cho các bạn xử lý online hết rồi. Cái thứ hai á, Hào có thể là quản lý được công việc kinh doanh như thế nào, các bạn cần làm gì nè, chúng ta có thể tạo việc ra, việc một nè, đó, chúng ta có thể tạo việc ra và chúng ta có thể giao việc cho từng nhân sự trên đây luôn, việc này là ai làm, đó, ai làm và thời gian nào làm cho chúng ta, đó, chúng ta kiểm tra được cái deadline luôn, đó, rồi chúng ta giao việc hoặc là chúng ta có thể tạo những cái việc con ra ở trong đây, đó. Thì từ này á thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ không bao giờ mà quên việc, sót việc và nhân sự sẽ làm chắc chắn là sẽ đúng deadline với anh chị. Cái thứ hai á là anh chị có thể là quản lý được những cái kế hoạch kinh doanh của công ty của mình. Ví dụ đi, như Hào ở đây Hào đặt sơ thôi. Ví dụ như anh chị đặt cái mục tiêu về doanh số đi, để đạt được doanh số này á các bạn cần phải bán được doanh số 158 triệu này nè. Thì các bạn cần phải có 60 học viên. Thì vậy làm sao để các bạn có 60 học viên này thì các bạn cần phải có những cái chiến lược như thế này là tham gia cái này, tham gia cái này, tham gia cái này, tham gia cái này đó. Thì cái và chúng ta sẽ gắn ngày vô ai thực hiện cái này đó, ai thực hiện cái này ngày bao nhiêu thực hiện đó. Thì khi mà các bạn tham gia xong á, các bạn tích tích và các bạn có thể là comment vô đây đó, số lượng ở trên đây thì chúng ta sẽ theo dõi được cái kế hoạch quý tháng năm của chúng ta luôn đó. Nếu mà anh chị sở hữu cái này nè thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ giúp anh chị là quản lý được khách hàng nè, tăng độ hài lòng của khách hàng thì chúng ta chia có các chiến lược như thế nào đó, rồi xây dựng tuyển dụng nhân sự á thì chúng ta có những cái chiến lược như thế nào đó. Vâng, cái này giống Trello mà. Và cái nói chung á cái này thì á nó có những cái công thức giống Trello nhưng mà nó cũng có nhiều cái đặc biệt hơn. Thứ nhất là anh chị là quản lý được kế hoạch, quản lý được công việc ở trên đây. Cái thứ hai á anh chị có thể chat được ở trên đây luôn ạ. À, chúng ta có thể nói chuyện được ở trên đây luôn đó, chúng ta có thể comment như Zalo đồ ở trên đây luôn. Cái thứ ba á là đặc biệt nữa là khi mà chúng ta học BDC về á, chúng ta có cái kế hoạch 5 phút đúng không ạ? À, như Hào á thì Hào đưa cái kế hoạch 5 phút lên đây luôn đó, kế hoạch 5 phút thì mỗi ngày á các bạn làm gì các bạn cứ cập nhật kế hoạch lên đây. Như vậy là việc một nè đó, việc một nè đó các bạn cập nhật lên đây, việc hai các bạn cập nhật lên đây
Đó thì á 3 giờ làm, ngày nào làm thì cái này làm cái gì ạ? Làm cho các bạn á mỗi ngày khi mà các bạn chưa có việc á, các bạn phải tìm cái cách nào, các bạn mà phải giống như là gọi là tìm cái cách để các bạn có thể là tạo công việc ra để làm. Một ngày mà không thấy có công việc nào, có nghĩa là ngày đó các bạn làm không hiệu quả. Mà chỉ cái phần mềm là chỉ cần cái kế hoạch 5 phút này thôi, thì khi mà anh chị mà cho các bạn thực hiện cái kế hoạch này á, thì chắc chắn hiệu suất công việc hàng ngày của các bạn sẽ tăng lên rất là nhiều ạ. Vâng, đó là gì anh chị cần cái này đúng không? Nếu anh chị cần cái này á thì anh chị sẽ sắp xếp thời gian bữa nào Hào chia sẻ sâu hơn cho anh chị. Cuối chương trình Hào có một cái mã QR á, anh chị nào cần tư vấn á thì Hào sẽ tư vấn sâu cho anh chị để anh chị nắm. Còn ở phòng kinh doanh nè, chứ mấy Hào có thể theo dõi được khách hàng luôn. Đó, khách hàng này nè, cần làm cái gì, cần làm cái gì thì Hào có thể là theo dõi luôn. Ở đây nếu mà được á thì Hào có thể là test cho anh chị thử luôn. Anh chị có thể là quét thử cái mã này nha. Anh chị có thể là quét thử cái mã này, thì khi mà anh chị quét cái mã này á, anh chị để lại thông tin á, thì bắt đầu á tất cả các cái anh chị quét cái mã này đi ạ, và anh chị để lại cái thông tin, để lại cái mong muốn của mình, để lại số điện thoại của mình, thì á khi mà anh chị quét cái mã này, tất cả cái thông tin của anh chị sẽ đổ về cho nhân sự của Hào, và nhân sự sẽ nhận được cái công việc đó, và các bạn sẽ liên hệ và chuyển đổi cho anh chị luôn. Anh chị thử quét mã và anh chị thử test thử ạ. Và chúng ta sẽ dành ra khoảng cỡ chừng 3 phút đi ạ. À. Chúng ta quét mã, chúng ta để lại thông tin đây. Và tí nữa Hào sâu lại cái bạn kia cho anh chị xem luôn ạ. À. Vâng, có link không ạ? À? Dạ có link luôn anh. Vâng, Hào sẽ gửi link lên ô chat cho anh ạ. À. Vâng, và Hào cũng có gửi link lên ô chat à. Anh chị có thể cập nhật vô cái link đó để anh chị xem luôn à. Anh chị hãy quét thử đi ạ. À. Và đây là một cái phần mềm rất là tuyệt vời, giúp anh chị tăng doanh thu và giảm chi phí rất là nhiều. Và đây là một trong những cái bước đầu để anh chị có thể là chuyển đổi số doanh nghiệp của mình ạ. À. Hôm nay thì nó không có nhiều thời gian, có nhiều thời gian Hà sẽ chia sẻ anh chị sâu hơn những cái cách thức, những cái chuyên môn sâu hơn của nó. Ừ. Vâng, anh chị đã quét được chưa? Anh chị quét lại, anh chị để lại thông tin nha. Vâng, anh chị quét hết rồi, anh và Hà có gửi link lên ô chat đó, thì Hà sẽ chia sẻ về cái phần mềm cho anh chị xem nhé. Đây đây là có bốn anh chị nè đã đổ về trên cái phần mềm của Hào, anh chị thấy rồi đúng không? Như anh chị mới đăng ký đó, quét mới đăng ký đó, như anh Bin nè, đầy đủ nè, và có một cái công việc được giao luôn nè, và công việc này được giao thực hiện luôn nè, đó là ngày mai sẽ có bạn liên hệ, giống như liên hệ với anh Bin đó để cho đặt lịch hẹn tư vấn với anh Bin nè, đó ở đây nè đó, thì khi mà các bạn đặt lịch hẹn xong á, các bạn sẽ kéo qua đây, kéo qua đây thì chúng ta sẽ theo dõi được cái danh sách khách hàng luôn. Và một trong công ty của chúng ta nó có hai loại tài sản lớn nhất, đó là lịch sử chăm sóc khách hàng và lịch sử làm việc của nhân sự. Mà thực tế là nhiều nhiều doanh nghiệp với chúng ta thì chỉ có là lịch sử chăm sóc khách hàng thôi, nhưng mà chúng ta chưa có lịch sử làm việc của nhân sự. Mà muốn cải tiến thì chúng ta cần phải có lịch sử, thì làm sao để chúng ta có được cái lịch sử, cái kế hoạch 5 phút này nè, thì chắc chắn anh chị sẽ cải tiến rất là dễ ạ. Đó, và trên đây phần mềm này á, đây nè, hồi nãy nhiều anh chị có muốn hỏi Hào á là làm sao để xây dựng được cái lộ trình đào tạo hội nhập 10 ngày đúng không ạ? Vâng, ở đây nè, anh xây dựng ra cái lộ trình đào tạo hội nhập 10 ngày luôn. Ví dụ một bạn nhân sự mới vô, anh chị cần copy cái này. Đó, Hào giao việc cho các bạn. Và cứ thế là ngày 1 các bạn vô đây các bạn học, thì chúng ta có thể gắn video trên đây luôn. À, các bạn vô đây các bạn học. Đó, các bạn vô đây các bạn học, học xong á các bạn có thể là comment lên đây là bài học các bạn nhận được. Qua cái phần này là như thế nào? Hoặc anh chị có thể là tạo ra những cái câu hỏi. Chúng mình là chúng ta có thể tạo ra những cái câu hỏi là sứ mệnh là gì? Sứ
mệt là gì đó. Chúng ta có thể tạo ra những cái câu hỏi này để cho các bạn trả lời luôn. Tầm nhìn là gì, là gì đó. Rồi qua cái bài học này các bạn nhận được gì, thì các bạn nhận được cái này thì các bạn cập nhật cho đây. Thì cứ thế là sau 10 ngày á, Hào chỉ cần vô đây Hào coi các bạn hoàn thành tới đâu, hoàn thành tới đâu, hoàn thành tới đâu. Có nhiều bạn giỏi á, các bạn tối các bạn về các bạn học luôn. Thì chỉ cần 5 ngày thôi các bạn học xong cái cách làm này. Đó. Thì cái này tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho tất cả các anh chị đào tạo nhân sự mới vô. Vâng, điều này là tuyệt vời hay rất 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 là tuyệt vời ạ. À, theo anh chị, nếu mà chúng ta có được cái phần này á, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm thời gian cho chủ doanh nghiệp và những người đào tạo cho nhân sự mới vô ạ? Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, chúng ta cứ thời gian đầu á, chúng ta sẽ làm ra rõ ràng cái này. Đây là cái lộ trình đào tạo gọi là đào tạo hội nhập 10 ngày. Sau đó là chúng ta cần á, chúng ta làm thêm một cái lộ trình đào tạo hội nhập 2 tháng. Ngày này làm cái gì, ngày kia làm cái gì, ngày nọ làm cái gì. Rõ ràng ra hết luôn. Thì cứ thế là các bạn cứ bám theo đây các bạn làm thôi. Đó. Vâng, cảm ơn chị Tâm ạ, tuyệt vời ạ. Vâng. Và đặc biệt ở đây á là phần mềm này giống như là sinh ra để dành cho anh chị em BDCI luôn. À, giống như là khi mà chúng ta học BDCI kế hoạch 5 phút đúng không? Thì ở đây nó cũng thực hiện được kế hoạch 5 phút nè. Cái thứ hai á là làm gì cũng phải có kế hoạch đúng không? Thì khi mà các bạn làm marketing đi, các bạn phải anh chị á phải kêu các bạn em làm cho anh chị một cái kế hoạch một tháng này. Các bạn làm cái gì á, các bạn tạo ra kế hoạch này cho anh. Đó. Và kế hoạch này á, tuần 1 viết những bài viết gì, tuần 2 viết những bài viết gì, thì nó thực hiện đầy đủ ở trên đây hết. Đó. Và những anh chị nào quan tâm tới cái phần mềm này, anh chị cần Hào tư vấn rõ hơn, thì anh chị hãy click vô cái link mà Hào vừa chia sẻ đó. Và anh chị có thể là quét lại cái mã để Hào có thể là sắp xếp lịch, Hào hướng dẫn cho anh chị rõ hơn để xem á, là chúng ta có phù hợp không? Chúng ta có cần tới nó hay không? Nó sẽ giúp cho chúng ta điều gì? Đó. Thì anh chị cũng có thể là để lại những cái mong muốn, những cái yêu cầu của mình thì trong quá trình học và thực hành. Cái thứ hai là trong quá trình làm á thì Hà có rất là nhiều cái tài liệu biểu mẫu, nếu mà nó phù hợp với anh chị thì Hà sẽ sẵn sàng gửi tặng cho anh chị luôn. Mà đây là những cái kho tài liệu biểu mẫu của Hà mua rất là nhiều tiền ạ. Chứ là kho bao bôi nè anh chị nào, kho này Hà mua là mấy triệu bạc á, anh chị đâu cần là Hà copy Hà chia sẻ thẳng cho anh chị luôn ạ. Rất là tiện trong việc anh chị làm thuyết trình đó. Rồi hệ thống mô tả công việc ạ. Mô tả công việc ở đây có đầy đủ luôn ạ. Đó. Chúng ta có thể dùng phần mềm này để lưu trữ tập trung luôn đó. Như anh chị nào mà từng bị tình trạng là sếp ơi cho em xin cái biểu mẫu này, sếp ơi cho em xin cái biểu mẫu kia á, thì chúng ta có thể bỏ cái biểu mẫu lên đây đó. Anh em cứ lên đây lấy đó. Rồi chúng ta có những cái dự án, giống như là đây là dự án tổ chức một hội thảo như thế nào đó, cần làm gì, chuẩn bị gì, checklist công việc đầy đủ ở trên đây. Các bạn làm tới đâu là chúng ta lên đây chúng ta coi thôi, chúng ta không, nhiều lúc chúng ta không cần phải hỏi lại luôn. Rồi còn về nhân sự nè, là anh chị có thể là có kế hoạch tuyển dụng như như đây là Hào học của BDCA về nè, cái học tuyển dụng cái Hào làm ra đây luôn, thì các bạn làm tới bước nào là biết rồi, bao nhiêu hồ sơ nhập về đây là mình biết luôn đó. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mong muốn nhận được tất tần tật những cái mẫu này thì anh chị hãy comment là tôi ạ. Vâng, và anh chị hãy để lại thông tin thì Hào sẽ sẵn sàng gửi cho tất cả các anh chị tất tần tật những cái mẫu này cho anh chị tham khảo, để anh chị có thể ứng dụng cho doanh nghiệp của mình, giúp anh chị tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Và đây là những trong những cái bước đầu á, là giúp anh chị được số hóa, chuyển đổi số doanh nghiệp của mình. Vâng, và cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia cái buổi chia sẻ của Hào ngày hôm nay. Thì cái buổi chia sẻ của Hào thì đến đây được xin hết ạ. Thì anh chị có những cái câu hỏi hoặc có những cái chia sẻ gì thì xin mời tất cả các anh chị chúng ta hãy cùng raise hand để đặt những cái câu hỏi hoặc có những cái chia sẻ gì, cảm nhận gì trong cái chương trình này thì nhờ nhà mình ạ. Vâng, cảm ơn anh chị. Vâng, và mời Dạ. em Xuân ha. Dạ vâng. Cảm ơn anh Hà rất là nhiều ạ. Bao nhiêu trong số anh chị chúng ta cảm thấy là trong buổi tối ngày hôm nay anh Hà đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều những kiến thức giá trị, thì hãy comment giúp em thật là nhiều số 8 để cảm ơn anh Hà được chứ ạ. Vâng, ngày hôm nay thì anh Hà đã mang đến cho chúng ta rất rất là nhiều kiến thức về xây dựng đội ngũ kinh doanh đúng không ạ?
Đó, và như em còn nói ở đầu buổi đó là phần cuối chương trình thì chúng ta sẽ có một chút thời gian để anh chị có thể Q&A đặt câu hỏi trực tiếp để chuyên gia có thể giải đáp cho anh chị ngay trong buổi học ngày hôm nay. Đó thì trong khoảng 2 tiếng vừa rồi, nếu như mà anh chị chúng ta có bất cứ câu hỏi hay là thắc mắc nào thì anh chị chúng ta hãy cùng ấn vào nút raise hand giơ tay nha, để ban tổ chức có thể mở mic cho anh chị. Đó, đây là cơ hội rất là tốt để anh chị có thể hỏi đáp trực tiếp cùng với chuyên gia trong ngày hôm nay. Đó, để anh Hào có thể giải đáp ngay cho anh chị ngay trong buổi workshop ngày hôm nay, nên là anh chị chúng ta hãy cùng tận dụng cái cơ hội này để chạm. Đó, hoặc là trong lúc chờ đợi anh chị ghi lại câu hỏi thì anh chị nào chúng ta có bất cứ một cái bài học tâm đắc nào thì anh chị cũng có thể giơ tay để chia sẻ cùng với chuyên gia và tất cả các anh chị ở trong lớp của chúng ta trong ngày hôm nay nha. Ok, trước khi chúng ta chia sẻ, anh nhờ em giúp Hà Xuân á, giúp Hào á chụp một tấm hình với tất cả các anh chị trước ha, để À, cho dạ chúng vâng. ta lưu lại những cái kỷ niệm này đó. Dạ vâng, vậy thì chúng ta Ok, sẽ nhưng chụp mà một hãy vài bật bức ảnh trước camera lên. nha. Rồi em mời anh chị chúng ta hãy cùng mở hết camera lên để chụp một vài bức ảnh kỷ niệm trong buổi workshop ngày hôm nay cùng với chuyên gia nha. Vâng, và quy trình chụp ảnh của PDCA thì chắc là anh chị chúng ta đều nhớ đúng không ạ? Đầu tiên là thả tim nhỏ ạ. Vâng, và 1, 2, 3. Rồi, tiếp theo là trái tim vừa ạ. Và 1, 2, 3. Vâng, và cuối cùng là trái tim lớn nhất ạ. À, 1, 2, 3. Dạ vâng rồi ạ, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Đó, không biết là anh chị nào chúng ta có bất cứ câu hỏi hay là thắc mắc hay là có bất kỳ một cái bài học tâm đắc nào muốn chia sẻ thì anh chị chúng ta hãy cùng giơ tay lên nha. Hiện tại thì em chưa thấy có cánh tay nào giơ lên cả ạ. Đó, chắc là anh chị chúng ta đang suy nghĩ câu hỏi đúng không ạ? Vậy thì trong thời gian anh chị suy nghĩ câu hỏi thì em xin phép là sẽ mời 1 đến 2 anh chị chúng ta cùng chia sẻ bài học tâm đắc trong ngày hôm nay được chưa ạ? Đó, trong ngày hôm nay thì em thấy có một số anh chị tham gia rất là năng lượng, rất là nhiệt tình. Đó, em thấy có anh Lê Văn Tám này. Em có thể, không biết là em có thể mời anh Tám lên chia sẻ một cái bài học tâm đắc của mình trong ngày hôm nay được chưa ạ? Nhờ ban tổ chức có thể mở mic cho anh Tám nha. Vâng, xin chào chuyên gia Trần Anh Hào, xin chào tất cả các anh chị. Thì thực sự hôm nay cũng là cái buổi workshop hàng tuần của BDCA đã truyền đạt những cái kiến thức, đặc biệt hôm nay em Hào truyền đạt nhiều cái kiến thức rất hay. Mặc dù mình trong kinh doanh mình đang làm ở trong lĩnh vực quân đội về cái quản lý nhân viên cũng như các cái thì nó cũng là theo cái mệnh lệnh, nhưng đặc biệt cái phần mà quản lý về cách bán hàng ấy, hai phần mềm bán hàng của Hào trình bày, mình nghĩ là các doanh nghiệp nên áp dụng. Cái đây là một cái mà vừa quản lý được nhân viên mà vừa quản lý được khách hàng, và cái nhu cầu tìm hiểu được cái nhu cầu của khách hàng cũng như cái phản hồi giữa nhân viên với khách hàng như thế nào. Đó là mình nghĩ là các doanh nghiệp mà đang kinh doanh trong lĩnh vực này thì nên áp dụng, và Hào cũng nên chia sẻ gửi tới những cái kiến thức đó. Mình nghĩ là bây giờ thời buổi công nghệ 5.0 rồi, đúng không? Thì cái này quản lý khách hàng và tìm hiểu được nhu cầu thị trường, nhu cầu khách hàng như nào để đáp ứng được cái những sản phẩm mình muốn đưa sản phẩm đến đến với khách hàng một cách tối ưu nhất, và nhân viên mình cũng phải hiểu được cái sản phẩm, hiểu được công ty và hiểu được sản phẩm của mình, vì mình lên bán hàng để phục vụ khách hàng mà, chứ không phải là để mà cái gì cả. Nên mình nghĩ là một cái phần mềm bây giờ nên sử dụng thì quản lý được cả, ngay cả người lãnh đạo đơn vị cũng chỉ chủ doanh nghiệp cũng quản lý được nhân viên của mình, cách thức bán hàng, cách thức giao dịch như thế nào, và quản lý được cái hiệu quả công việc để mình đánh giá được cái năng lực của nhân viên của mình. Đó là những cái mình nghĩ là rất hay, rất hiệu quả trong thời gian này. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã nghe. Vâng, cảm ơn anh Tám rất là nhiều ạ. À. Vâng, cảm ơn anh. Và những anh chị nào quan tâm á, thì anh chị cần tư vấn thêm thì Hà luôn sẵn sàng nha, hỗ trợ anh chị để chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp nhất với theo cái công ty của mình, ở cách để chúng ta lựa chọn phù hợp nhất. Cái thứ hai là những cái mong muốn của anh chị như thế nào đó, anh chị cứ chia sẻ với Hào, với cái kinh nghiệm của Hào và những cái bài học của Hào nhận được từ quá trình làm việc cũng như là học tập của Hào, Hào luôn sẵn sàng hỗ trợ anh chị ạ. Vâng, và có những anh chị nào chúng ta có những cái phần đặt câu hỏi trong cái chủ đề ngày hôm nay, hoặc là có những cái bài học nào tâm đắc anh chị có thể là chia sẻ giúp nào ạ?
Dạ vâng, em thấy có anh Lê Tiệp có đặt ở câu hỏi trong khung chat. Không biết là anh Tiệp có tiện mở camera và mở mic để mình có thể dễ dàng giao lưu và đặt câu hỏi cùng với chuyên gia được không ạ? Em xin mời anh Dạ, Tiệp ạ. xin chào anh Hào cũng như chào tất cả mọi người ạ. Thì hôm nay đúng là cái chủ đề nó cũng hôm nay em thấy mọi người tham gia rất là đông. Có những lúc cao điểm là lên đến 140 người, nên là một chủ đề bùng nổ doanh số thì có lẽ là chắc là nó cũng là một cái chủ đề nó rất là hot. Cũng như anh Tám, cũng như các anh khác, anh chị khác cũng là có ý kiến. À, thì em cũng xin được một lần nữa xin được cảm ơn anh Hào rất nhiều. Những cái gì anh Hào nói ra thì là những cái gì mà em cũng đã trải qua và cũng dần dần khắc phục được. Đặc biệt là cái chỗ nhân viên sale và làm sao để giữ được lửa cho họ. Cứ qua một thời gian thì họ lại không thấy ý kiến gì nữa. Lúc đầu họp thì rất nhiều ý kiến, nhưng càng họp sau thì càng không thấy ý kiến. Thì ở đâu đó là đúng như những cái anh nói, tức là cái cách mình họ 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 cũng có phản hồi sản phẩm chẳng hạn, nhưng mà mình thì cứ lờ đi, mình cũng không có để ý và mình cũng lúc đó mình cũng không tập trung hoặc mình cũng không nghĩ nó là quan trọng và mình không đặt ưu tiên. Nhưng mà đấy là do lúc mình đặt cái tôn mình nó lên cao quá thì mình không sẽ, ví dụ như họ nói về cái sản phẩm cần phải thay đổi đi, cần phải sửa lại thì cách phục vụ như vậy là không tốt hoặc là đang thiếu người như thế này. Nhưng mà nếu mà lúc đấy mà mình phản ứng thái quá, mình bảo là cái đó nó không có vấn đề gì đâu, nó này kia, thì nó đúng như là cái slide của anh Hào, thì tất cả những slide của anh Hào thì em đều là cắt màn hình hết, để sau đó thì em sẽ viết lại để em training lại cho mọi người trong công ty. Thì nó có đều đặn, là rất cảm ơn PDCA đã tổ chức như vậy. Thì rồi sau đó thì em cũng đấy là cái việc mà về kinh doanh ấy, thì anh Hào anh cũng có nói một cách rất là kỹ và em sẽ, bây giờ thì chưa nhớ hết được nhưng mà sẽ xem kỹ lại nó như thế nào. Và cái chỗ em cũng khá ấn tượng cái chỗ là mình có thể số hóa được cái hệ thống đấy, nó lại đưa vào một hệ thống như kiểu của Trello, bên cạnh đấy là lại kết hợp của Messenger, rồi nó có thể bán được cái dữ liệu một cách tự động. Và gần như là đặc biệt đó là cái việc mà của anh Hào nó giải quyết một cái nỗi đau của em, đó là một cái nhân sự mới. Cái nhân sự cũ thì mình không nói, nhân sự cũ mà người ta đi cùng với mình ấy, thì mình phải training và mình phải đào tạo cho họ 5 10 lần, 2 30 lần gì đó. Nhưng mà nhân sự mới là mình không có đào tạo, và thường ấy thì cách em làm là em cũng quay cái video lên, em để lên cái hệ thống của công ty em, thì em cũng chưa test được và em cũng thấy đâu đấy là nó không biết nó có hiệu quả hay không. Rồi nó cứ ra ra vô vô, đặc biệt là em là có nhân sự ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thế thì lúc em bị stuck ở thành phố Hồ Chí Minh, em không làm được bởi vì nó ở xa quá, mình không biết là người ta làm như nào. Và đâu đó là cứ nhân sự thành phố Hồ Chí Minh thì vào 3 ngày, 5 ngày, 15 ngày lại nghỉ. Thì em cũng không hiểu lý do là do em hay ở xa hay như thế nào đấy. Thì đấy là một trong cái nỗi đau. Thì em nhìn thấy cái chỗ của anh, và có lần em đã phải cãi nhau với lại là nhân viên đấy, tức là mình bảo là hãy tuyển nhân viên sale tại thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng mà họ không thể tuyển được vì họ không thể giữ được. Thì mình cũng hiểu đó là nhiều khi mình đòi hỏi nó thái quá và cái kiểu như vậy, và họ mong muốn là họ sẽ tuyển ở Hà Nội nhiều hơn, là ngồi Hà Nội vân vân. Thì tuy nhiên thì anh nhìn thấy cái giải pháp của anh ấy, thì đâu đó nó cũng có thể tác dụng được. Nó có nhiều nguyên nhân nó dẫn đến cái đấy, nhưng mà nó có tác dụng được, chính là cái việc accelerate, tức là đẩy nhanh cái tốc độ. Đáng lẽ là phải mất 1 tháng thì sale người ta mới biết được là gì, 2 tháng thì bắt đầu mới bán được hàng, nhưng mà như của anh thì nó như là một bộ sale kit nâng cao ấy. Nó có video, nó có ảnh, nó có các key phrase, nó có các tài liệu biểu mẫu, nó có tất nhiều vào đấy, mà tất cả cái nó mà đẩy hết vô trong một cái slide thì về cơ bản nó cũng boring, nó cũng không hiểu được cái gì cả. Thì được cái là đấy là cái như vậy đấy. Còn bởi vì em cũng là dân 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 công nghệ mà em nhìn thấy, thì em cũng nhìn thấy là rất là sáng tạo, bởi vì là có những cái thứ như cái biểu mẫu của nhân sự ấy là em sẽ về em sẽ áp dụng ngay. Em cũng có một cái phần mềm mà nó sẽ nhiều thứ hơn, và nó cũng có một cái phần mềm bảng quản lý công việc ở trong đấy, Trello ở trong đấy. Thì em rất là mong muốn là được hợp tác cùng với anh để có thể học hỏi cái phần đấy.
cái người mình làm ra thì bởi vì em dân công nghệ em thì em biết nó là như thế nào, nhưng mà quan trọng là ứng dụng của nó. Thì em nhìn thấy anh ứng dụng nó rất nhiều thứ, từ lúc ngày đi xây là về em đã ứng dụng luôn, làm kể 5 phút, nhưng mà em nhìn thấy anh lại kêu 5 phút của anh nó lại kiểu khác cơ đấy, kiểu như vậy. Thì có rất nhiều cái cũng từ PDCA rồi cũng cái hệ thống của anh nó nhìn nó áp dụng được nhiều thứ hơn, áp dụng được nhiều thứ hơn đấy. Thì đấy, thì nhưng mà cái câu hỏi của em đặt ra là ví dụ nếu nhiều nhân viên thì mình quản lý lead như thế nào và mình chia như thế nào, đúng không? Ok, cảm ơn anh Tiệp. Và chia sẻ của anh Tiệp rất là hay ạ. Và cũng cảm ơn anh đã ghi nhận là những cái kiến thức của Hào. Thì để cho nhân viên có nhiều lead và chia lead như thế nào á, cho cái phần mềm này nó cũng được một cái tác dụng là khi mà lead đổ về, nếu anh có 5 nhân sự kinh doanh ở trong đấy thì nó sẽ phân rộ cho 5 nhân sự kinh doanh luôn, là chia đều ra, cứ xây dòng. Và khách hàng nào của bạn nào thì bạn đó thấy thôi, khách hàng nào của bạn khác thì bạn khác không thấy. Nhưng mà quản lý cũng phải thấy được nhân viên chứ, đúng không? Cái đó là anh quản lý được cái task công việc. Chứ về là khi nhận được khách hàng đó, các bạn làm báo giá hay làm gì á, các bạn tạo ra cái lịch sử chăm sóc khách hàng trên đó luôn. Và ngày nào, giống như là ngày hôm nay em tư vấn cho anh đúng không, ngày mai em có thể là gửi báo giá cho anh, hoặc là nhiều cái công trình mà xây dựng đi, ngày hôm nay em tư vấn cho anh nhưng mà 3 tháng sau em mới làm thì làm sao em nhớ được. Thì em ở trên phần mềm đó đó, là em chỉ có thể là gắn cái ngày đó vào tháng sau, cái hẹn với khách hàng đó, thì tới lúc đó là nó nhắc việc cho chúng ta luôn. Cái này này nó rất phù hợp với việc bán B2B ấy. Bán 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 kiểu project ấy, nó rất là phù hợp. Bởi vì nó đi theo phase và nó đi theo tài liệu, nó rất là phù hợp. Thế còn ví dụ như là bán theo kiểu một ngày mà nó có khoảng 50 khách hàng inbox hoặc là 70 khách hàng inbox gì, thì lúc đấy cái trang của mình nó sẽ nhiều hơn. Thì đấy là người ta sẽ đổi cái Đúng dạng rồi, bảng, nhưng mà cái cái này này bán gọi là cái B2B thì phần rất mềm phù hợp quản, này. cái này gọi là phần mềm quản lý công việc. Nhưng mà khi mà Hào được học BDCA về á, thì Hào mới biến tấu nó thành rất là nhiều cái món ăn đó, nhiều cái cách làm. Quan trọng là phần mềm á nó rất là hay, nhưng mà cái tư duy, cái mindset của anh chị tới đâu thì nó sẽ xây dựng tới đó thôi. Nhưng Thì chính mà là cái mà em nói đấy, em rất phục anh cái chỗ là anh có thể áp dụng một cách rất là sáng tạo ở chỗ đấy. cảm ơn anh. Đó là giống như là mình cứ đi học BDCA, học thầy trọng vậy thôi, xong về mình thì hơi lười, là mình phải tìm cách nào để mình vận dụng triệt để ở trên đấy. Làm cách này không được thì làm cách khác, làm cách này không được thì làm cách khác. Vâng, cảm ơn anh Tiệp ha. Cảm ơn anh. Rồi anh em có thể kết nối để có thể là Hào sẽ hỗ trợ anh thêm, biết gì Hào sẽ hỗ trợ và kết nối hơn. Vâng, Dạ dạ chỉ vâng có vâng chỗ chị Khương Thị Mai cho chị xin nội dung ngày hôm nay. Ok, thì sau chương trình Hào có thể là chia sẻ cái slide cho anh chị cũng được ạ. Không sao ạ. Nhờ ban tổ chức có thể là chia sẻ slide cho anh chị lấy được slide gì, hoặc là chị cần Hào tư vấn hỗ trợ thêm gì á thì anh chị cứ nhắn cho Hào. Hào luôn sẵn sàng nhé. Nhờ anh chị nào quan tâm tới cái phần mềm này á thì cứ để lại cái thông tin, thì Hào sẽ sắp xếp thời gian để tư vấn rõ ràng hơn cho anh chị, coi thử coi nó có phù hợp với công ty mình hay không. Đó, nó phù hợp như thế nào. Rồi, xin mời anh chị nào, chúng ta còn ở khoảng cỡ chừng 8 phút nữa ha. Và anh chị nào chúng ta có những cái câu hỏi hoặc bài học tâm đắc, anh chị có thể là raise hand lên để chia sẻ sơ ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiệp rất là nhiều. Anh chị em comment thật là nhiều số 8 để cảm ơn những chia sẻ của anh Tiệp nha. Đó, không biết là còn anh chị nào chúng ta còn câu hỏi hay là thắc mắc, hay là chúng ta có còn bài học tâm đắc nào trong buổi học ngày hôm nay và muốn chia sẻ, thì anh chị chúng ta hãy cùng ấn vào nút giơ tay nha, để ban tổ chức có thể mở mic cho mình ạ. Còn nếu như mà không có anh chị nào còn thắc mắc thì buổi workshop của chúng ta ngày hôm nay có thể sẽ kết thúc sớm hơn ạ. Đó, đây là cơ hội rất là tốt để anh chị chúng ta có cơ hội nhờ chuyên gia giải đáp trực tiếp những cái thắc mắc và những cái khó khăn trong quá trình mà mình áp dụng trong doanh nghiệp của mình. Đó, nên là anh chị chúng ta cùng đừng ngại ngùng gì cả, mà hãy mạnh dạn giơ tay để chia sẻ, để chuyên gia có thể giải đáp trực tiếp cho chúng ta ngay trong buổi workshop ngày hôm nay, đấy chứ ạ. Ok, ở đây có anh Chí nè. Hào thấy anh Chí cũng có ứng dụng phần mềm này rất là tuyệt vời. Về cái lĩnh vực nội thất của anh có thể là chia sẻ sơ về cái cách mình ứng dụng nó hiệu quả như thế nào được không anh Chí ha? Là những cái cách mình học BDSA về kế hoạch 5 phút á.
nó sẽ giúp mình tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và nhân sự nó sẽ chủ động làm việc như thế nào ha? Dạ, cảm ơn cảm ơn chuyên gia Trần Anh Hào cùng ban tổ chức đã cho mình có cơ hội được giao lưu với mọi người. Thì bản thân Chí cũng là một khách hàng của phần mềm MyTeam, và mình cũng đã áp dụng cho doanh nghiệp mình được 4 tháng rồi. Thì thực sự cũng có nhiều khó khăn, mà chính cái thời điểm này mình cũng không thể nói là nó thành công với mình, nhưng mà nó cũng đã chuyển đổi một phần nào đấy công việc mà trước đây là giao việc bằng miệng, rồi những cái thói quen cũ nó đã được thay thế dần bằng những cái văn bản, rồi những cái quy trình. Mình đi học PDCA về, mình học quy trình. Thì đầu tiên là mình cũng xây dựng quy trình cho doanh nghiệp mình, cho các phòng ban. Thì mình cũng mới bắt đầu thôi, cũng mới làm được trên chục cái quy trình nhỏ nhỏ thôi. Áp dụng cũng còn phải đang kèm cặp nhiều lắm, nhưng mà cũng nhờ có sử dụng cái máy team ấy, thì mình đưa nó lên đó, rồi mình gắn nó cùng với cái quy trình của mình thôi. Thì một cái dự án, các bạn bây giờ các bạn tự mở lên mở dự án, mình chỉ mình hoặc là một nhân viên sale nào đấy đưa một thông tin khách hàng về, rồi các bạn sẽ tự mở dự án lên, rồi mình chỉ đứng ở vai trò là người theo dõi, với mình đứng để mình hỗ trợ các bạn này. Thì các bạn có lỡ có bỏ bỏ bước quy trình thì mình vào mình nhắc, thì các bạn sẽ lại trở lại đúng cái quy trình. Thì khi mà mình triển khai như vậy ấy, thì thứ nhất là đó là những cái gì mình được học ở PDC về quy trình ấy, xây dựng quy trình, xây dựng hệ thống, thì nó sẽ nhanh đi, mọi người sẽ nhanh triển khai được hơn. Đặc biệt ấy, là ở góc độ gọi là mọi người còn đang quen ở cái thói quen làm giao việc bằng miệng, hoặc là giao việc bằng cách những cái mẫu giao việc bằng những cái mẫu giấy hay là hình vẽ nguệch ngoạc thì đó. Thì bây giờ mình có cái máy team này, mình kết hợp với cái kiến thức về học quy trình áp dụng là rất là tốt, rất là tốt. Thì Chí cũng mới bắt đầu được 4 tháng thôi, cũng chưa có gì thành công lắm, nhưng mà thực sự là khi mà có máy team rồi thì mình xây dựng được rất nhiều. Ví dụ bản thân mình cũng đang biên soạn những cái tài liệu về đào tạo cho nội bộ, rồi lên kế hoạch đào tạo nội bộ, rồi cũng tham gia nhiều workshop như hôm nay được học các chuyên gia khác nữa, rồi sau đó mình cứ từ từ mình lên các dự án ở trong máy team ấy, rồi mình xác định một cái lộ trình để mình làm thôi. Thì cũng hy vọng là các anh chị ở đây cũng sẽ cố gắng mình áp dụng thêm những cái công nghệ 4.0 vào cái quản trị doanh nghiệp của mình. Và đặc biệt là cái điểm mạnh của máy team đó là cái phần mềm giao việc ấy, mà các anh chị kết hợp với cái kiến thức trong PDCA gọi là tam giác rủi ro trong công việc đó, rồi 5W3H2C, rồi một số cái kiến thức mà được học của PDCA về áp dụng thì rất là tuyệt vời. Chỉ mình cũng mới làm được bấy nhiêu thôi. Rất là cảm ơn người đã nghe mình chia sẻ. Ok, tuyệt vời quá, cảm ơn anh Chí ạ. Nhờ mình hãy comment thật là nhiều số 5 ha, để cảm ơn anh Chí ạ. Để học về ứng dụng được kiến thức là quá tuyệt vời ạ. Cảm ơn nhà mình. Rồi, chắc không biết là Hào xin một cánh tay nữa đi ha. Chúng ta chia sẻ chút giúp Hào là chúng ta có được cái bài học tâm đắc như thế nào, chúng ta chia sẻ để giúp Hào có động lực hơn, để có thể là xây dựng ra nhiều cái bài chia sẻ hay hơn, giá trị hơn về những cái kiến thức của mình, để có thể hỗ trợ và giúp đỡ anh chị đạt được những cái mục tiêu, những cái mong muốn cũng như là những cái điều mình cần trong cái chặng đường sắp tới ạ. Và những anh chị nào mong muốn là gì kết nối với Hào sâu hơn á, thì anh chị có thể là chúng ta kết bạn Zalo với Hào qua cái số điện thoại này ha, 0906 345 001 ạ. Hoặc là những anh chị quan tâm tới những cái phần mềm á, hoặc là những cái giải pháp nào á, tài liệu gì á, anh chị cứ kết bạn để lại cái thông tin để Hào có thể là có cái tài liệu gì Hào sẽ sẵn sàng gửi cho anh chị, để anh chị có thể là tham khảo và áp dụng cho công ty mình.
thì có một câu nói mà thầy Trọng luôn chia sẻ, đó là đến với nhau chỉ là sự khởi đầu thôi, làm việc cùng nhau mới là sự tiến bộ, và giữ được nhau mới là thành công. Và cảm ơn BDCA, cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong ngày hôm nay, là chúng ta luôn luôn giữ nhau ở đây, giữ nhau tại buổi tối thứ sáu hàng tuần, chia sẻ và cho đi rất là nhiều cái kinh nghiệm. Và cảm ơn những anh chị trong biệt đội FOH đã tạo ra một cái môi trường tuyệt vời như thế này. Và cảm ơn BDCI đã tạo điều kiện cho Hào có thể là ngồi đây chia sẻ. Và đặc biệt là những anh chị đang còn ngồi tại đây. Anh chị đã dành cái sự tin tưởng, dành cái sự quan tâm hết lòng với Hào và cam kết tham gia trọn vẹn cái chương trình này. Và một lần nữa là xin cảm ơn chân thành đến tất cả các anh chị ạ. Cảm ơn anh Hào rất là nhiều. Không biết là có còn anh chị nào chúng ta còn muốn chia sẻ cái bài học tâm đắc gì của mình trong ngày hôm nay nữa không ạ? Ở trong này em sẽ xin phép là mời một anh chị nữa nha. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc buổi workshop ngày hôm nay đấy chị ạ. Đó. Em xin phép là sẽ mời anh Khánh Trình Lê đấy chị ạ. Không biết là anh Khánh Trình Lê có tiện để chúng ta để mở camera và mở mic để có thể chia sẻ một cái bài học tâm đắc gì của mình trong buổi ngày hôm nay đấy chị ạ. Vâng, anh mở mic đi ạ. Hello. Dạ, mời anh ạ. Mời anh Khánh. Em cũng chưa quen lắm nên là để em mở mic. Dạ mời. Ok anh Khánh mở bít được không ạ? Vâng, mình bấm vô trong cái cửa chỗ mít ạ. Dạ rồi ạ, em xin mời anh Khánh nha. Bài học hôm nay thì em cũng tâm đắc nói thật là em giờ mới bắt đầu làm quen công nghệ. Em thì đi lên từ nghề, cũng vừa tham gia với chỗ thầy Trọng được một khóa thì đang chờ khóa thứ hai. Nhưng hôm nay em rất tâm đắc vì bắt đầu làm quen, nhưng mà em cảm thấy hứng thú dần. Bắt đầu em sẽ cố gắng. Có gì thì mong anh Hào hỗ trợ em thêm. Thực sự thì em cũng cái công nghệ thì em cũng chưa thấy bao giờ, từ hôm gặp thầy bây giờ thì em bắt đầu, và bây giờ em cũng như anh Hà thực sĩ vừa rồi, bắt đầu em muốn mời đầu lộ trình bắt đầu viết để khi đại diện cho nhân viên đây đấy. Còn em thì một Dạ, anh chia sẻ nó nhân hơi nhỏ là mình không có nghe rõ anh ha. còn em thì em cũng một bạn ấy của em trưởng thành từ nghề, thì hôm nay em mới đầu làm quen công nghệ nên là hôm nay em rất vui chia sẻ và cũng muốn học hỏi nhiều. Anh chị nghe rõ không? Dạ Nghe anh rõ Khánh ơi, không? hình như là mic của mình gặp một chút trục trặc lên là nó hơi bị nhỏ ấy ạ. Anh Khánh có thể nói to lên một chút được chưa Rồi ạ? thế chắc là mi đấy. Em nghe rõ không? Dạ, rõ rồi ạ. Thì anh cũng bảo là anh thì mới cũng một ông chủ vẫn lên từ nghề, thì anh cũng tham gia chỗ thầy Trọng một khóa hôm giải phóng lãnh đạo ấy. Em thì hôm nay bắt đầu anh mới đi vào với biết vào công nghệ, nhưng mà cũng cảm ơn anh Hà đã chia sẻ bài học hôm nay, thì anh sẽ cố gắng học và thay đổi mình hơn. Dạ vâng. Hôm nay là buổi workshop đầu tiên của mình đúng không ạ? Hy vọng là những buổi workshop tiếp theo Anh Hy vọng là những buổi workshop tiếp theo thì sẽ tiếp tục được gặp anh Khánh ở trong các buổi workshop của PDCA nha. cảm ơn anh Hào buổi chia sẻ ngày hôm nay nhé. Rồi có Dạ. gì thì em vừa kết bạn Zalo, kết bạn hỗ trợ em cái phần Dạ, công nghệ ok, này cảm ơn em luôn. anh.
Anh cứ có gì kết bạn Zalo với Hào rồi cần hỗ trợ gì á anh cứ nhắn cho Hào. Hào biết Vâng được gì, Hào có kinh nghiệm gì, Hào sẵn sàng là chia sẻ ạ. với. Dạ. Rồi, Vâng, cảm em ơn cảm ơn anh ạ. Khánh nè. Và nhờ nhà mình chúng ta hãy comment thật là nhiều số năm ha. Để cảm ơn anh Khánh đi ạ. Và chắc là trả lại cho Nguyễn Xuân ha. Thì xin mời em, xin mời em. Dạ vâng, cảm ơn anh Khánh rất là nhiều và cũng xin cảm ơn anh Hào rất là nhiều vì đã dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết để có thể chuẩn bị cho buổi chia sẻ tối ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn tất cả các anh chị học viên vì đã tham gia và kết thúc buổi workshop trọn vẹn cho đến tận bây giờ. Cảm ơn tất cả các anh chị vì luôn ưu tiên dành buổi tối thứ sáu hàng tuần để có thể tham gia chương trình workshop cùng với PDCA và biệt đội MOH. Và có lẽ là em xin phép là sẽ kết thúc buổi workshop ngày hôm nay tại đây. Nếu như mà anh chị chúng ta có bất cứ câu hỏi hay là thắc mắc nào về chủ đề ngày hôm nay thì anh chị chúng ta có thể nhắn lại trên nhóm Zalo nha. Để ban tổ chức sẽ tập hợp lại và nhờ anh Hào có thể giải đáp cho các anh chị sau buổi workshop ngày hôm nay để chị ạ. Đó. Và hiện tại thì cũng đã khá là muộn rồi nên em xin phép sẽ kết thúc buổi workshop ngày hôm nay tại đây. Đó. Chúc anh chị sẽ có một giấc ngủ ngon và hẹn gặp lại anh chị vào các buổi workshop vào tối thứ sáu tuần sau ạ.